Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 15. Sau khi nghe hết những lời này của Tôn Hưng Chương, Tề Đẳng Nhàn lại lắc lắc đầu. Chủ tịch Tôn, gặp phải chuyện như vậy thì ông phải tìm hiểu cho kỹ tại sao anh ta lại bị đánh chứ. Tề Đẳng Nhàn cười nói. Tôi không cần tìm hiểu mấy thứ cậu nói, tôi chỉ có hai điều kiện này, cậu chọn một cái đi. Tôn Hưng Chương lạnh lùng nói. Tôn Học Văn nở nụ cười giả tạo và nói. Nếu như Tề Tổng chịu xuống nước xin lỗi tôi và ngoan ngoãn ở trong phòng bệnh hầu hạ tôi đến khi tôi xuất viện thì tôi sẽ ngay lập tức đồng ý với khoản vay 200 triệu kia. Sau khi nghe xong, Tề Đẳng Nhàn lại phì cười một cái và nói, bảo tôi hầu hạ anh. Tôi sợ anh chịu không nổi, nói không chừng một ngày nào đó lại chết toi luôn mất. Tôn Hưng Chương sầm mặt lại và lạnh lùng nói, xem ra Tề Đại Sư đã đưa ra lựa chọn rồi nhỉ. Cho dù cậu tìm thủ trưởng Hoàng đến nói giúp thì tôi cũng nhất định sẽ không chịu nhượng bộ dù chỉ một bước, cậu dám đánh người thì là lỗi của cậu rồi. Tề Đẳng Nhàn trực tiếp lấy điện thoại của mình ra, sau đó bình tĩnh nhìn Tôn Hưng Chương. Tôi cũng cho chủ tịch Tôn hai sự lựa chọn, Tề Đẳng Nhàn nói. Hừ, cả hai người Tôn Hưng Chương và Tôn Học Văn đều không khỏi cười khẩy. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói, thứ nhất, Tôn Học Văn cần phải xin lỗi thư ký của tôi. Bồi thường tổn thất tinh thần cho cô ấy, sau đó ngoan ngoãn phê duyệt khoản vay, hơn nữa còn phải tăng thêm 200 triệu. Thứ hai, các người có thể không làm theo những gì tôi nói, sau đó tôi sẽ gọi một cuộc điện thoại đến văn phòng của chủ tịch tỉnh, bảo bọn họ đến xem các người đối xử với doanh nghiệp trọng điểm như thế nào. Các người cân nhắc xem nên chọn cái nào đi. Sau khi Tề Đẳng Nhàn nói ra câu này, hiện trường bỗng chốc yên lặng, sau đó thì trực tiếp vang lên những tràng cười chế giễu. Ha ha ha, còn gọi điện thoại cho văn phòng chủ tịch tỉnh cơ à? Nói đùa cái gì đấy, cậu bị ngu à? Chủ tịch tỉnh là người nhà của cậu hay sao mà cậu muốn gọi là gọi? Muốn dọa người thì cũng không nên dọa kiểu này đâu ha. Đáng sợ quá đi thôi, sao cậu không nói là mình sẽ gọi điện thoại đến văn phòng của nguyên thủ quốc gia luôn đi? Sau khi im lặng trong chốc lát, mọi người đều phát ra những tiếng cười chế nhạo. Ai nấy đều liên tục lắc đầu và nhìn Tề Đẳng Nhàn như nhìn một tên ngốc. Tôn Hưng Chương cũng cảm thấy Tề Đẳng Nhàn chỉ đang lòe thiên hạ mà thôi, mối quan hệ cao nhất của Tề Đẳng Nhàn cùng lắm chỉ đến Hoàng Văn Lãng mà thôi. Mặc dù cấp bậc của Tôn Hưng Chương không cao như Hoàng Văn Lãng nhưng Tề Đẳng Nhàn đã ra tay đánh người nặng như thế rồi, cho dù ông ta không nghe Hoàng Văn Lãng hòa giải thì Hoàng Văn Lãng cũng tuyệt đối không thể chỉ trích gì ông ta. Hay là Tề Đẳng Nhàn cũng biết chuyện này nên bây giờ mới lấy chủ tịch tỉnh ra để hù dọa ông ta. Xem ra cậu quả thực là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Tôn Hưng Chương cười khẩy và nói. Chú ơi, chú huy động quan hệ ngay đi, bảo tất cả các ngân hàng cho Tiên Lai Capital vào danh sách đen. Tôn Học Văn nói với giọng âm u, anh ta nóng lòng muốn báo thù lắm rồi. Đợi đến khi Tiên Lai Capital phá sản rồi thì Tề Đẳng Nhàn còn có tư cách gì để phát điên trước mặt anh ta nữa? Mình chỉ cần đạp một cái thôi là đã đủ dẫm chết hắn rồi. Tôn Hưng Chương bình tĩnh nói, làm phiền các vị giám đốc ngân hàng quay về giúp tôi gửi lời nhắn đến những người bạn đang làm việc trong ngân hàng rằng từ nay đừng ai cho Tiên Lai Capital vay tiền nữa nhé. Cứ bảo tôi nói thế là được. Chủ tịch Tôn, ngài yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ lo liệu thỏa đáng. Tên ngốc này vô cùng kiêu căng, tôi cũng không vừa mắt cậu ta, yên tâm đi, ngân hàng của chúng tôi nhất định sẽ không cho cậu ta vay dù chỉ một xu. Chủ tịch Tôn cứ việc yên tâm, chúng tôi đều sẽ huy động các mối quan hệ của mình, chắc chắn sẽ khiến cho công ty của cậu ta sớm ngày phá sản. Hừ, sau này người của Tiên Lai Capital có đến ngân hàng chúng tôi mở thẻ thì ông đây cũng sẽ không đồng ý. Các giám đốc ngân hàng ai nấy đều ra sức nịnh nọt Tôn Hưng Chương. Dù sao thì Tôn Hưng Chương cũng là chủ tịch của Ngân hàng Trung Hải, và lại các mối quan hệ của ông ta không hề yếu kém. Ông ta nói có thể khiến cho tất cả các ngân hàng trên toàn quốc đều không cho Tề Đẳng Nhàn vay tiền, ông ta thực sự có thể làm được điều đó, cùng lắm thì chỉ tốn thêm chút lễ vật mà thôi. Tề Đẳng Nhàn lại không động đậy gì cả, hắn gật đầu với hai người Tôn Hưng Chương và Tôn Học Văn rồi nói, xem ra các người đã đưa ta lựa chọn rồi, thế thì tôi nên gọi điện thoại đi rồi. Gọi đi, gọi mau lên, để tôi xem chủ tịch tỉnh sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Ha ha ha, gọi điện thoại mau lên, đừng có ở đó mà ra vẻ nữa. Đừng để lát nữa gọi điện thoại rồi lại nói với chúng tôi là chủ tịch tỉnh đang bận nên không có thời gian nghe điện thoại nhé. Ha ha ha, cũng có thể lắm,
cái tên này đúng là một tên đần. Các giám đốc ngân hàng lần lượt gieo hò và muốn nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn bị bẽ mặt. Tề Đẳng Nhàn trực tiếp gọi vào số điện thoại của Dương Lệnh Quang, sau một lát, đầu bên kia đã nghe máy. Anh Tề, chào anh. Dương Lệnh Quang mỉm cười và nói. Tề Đẳng Nhàn là người được Phó Phong Vân xem trọng, đương nhiên Dương Lệnh Quang cũng phải đối đãi thận trọng. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, Chủ tịch Dương, tôi muốn hỏi ông một chút, thung lũng giết người chẳng lẽ không phải là khu vực phát triển trọng điểm của tỉnh Đông Hải trong tương lai à? Dương Lệnh Quang ngẩn người một lúc rồi nói, đương nhiên rồi, không phải anh Tề đã thành lập công ty ở đó và còn nằm trong tay mấy trăm mẫu đất hay sao? Tề Đẳng Nhàn cười nói, nhưng mà ngân hàng của thành phố Trung Hải lại không đồng ý cho tôi vay tiền. Và lại bọn họ còn nói muốn ngăn cản việc các ngân hàng ở trong tỉnh và trong toàn quốc cho chúng tôi vay tiền nữa. Cái gì? Sau khi nghe thấy lời này, Dương Lệnh Quang không khỏi tức giận. Sắc lệnh khai thác thung lũng giết người là do chính ông ta ký và ban hành, Tiên Lai Capital lại nắm giữ nhiều đất đai ở thung lũng giết người như thế. Không cho công ty như Tiên Lai Capital vay tiền thì chẳng khác nào là đánh thẳng vào mặt của Dương Lệnh Quang ông ta đây. Anh Tề, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Tại sao ngân hàng ở Trung Hải lại không đồng ý cho các anh vay tiền? Dương Lệnh Quang kiên nhẫn hỏi. Ồ, là thế này, Tề Đẳng Nhàn kể lại cho ông ta nghe một lượt chuyện Tôn Học Văn bỏ thuốc Dương Quan Quan rồi bị mình đánh cho một trận. Sau khi nghe xong, Dương Lệnh Quang càng tức giận hơn. Ông ta nói, còn có người cặn bã đến thế cơ à? Tề Đẳng Nhàn nói, Chủ tịch Dương cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào? Tôi có cần gọi điện thoại cho phó lão để xin ý kiến hay không? Dương Lệnh Quang vội vàng nói, anh Tề, chút chuyện nhỏ này không cần kinh động đến phó lão đâu. Tôi sẽ ngay lập tức xử lý cho anh, cho tôi 10 phút, nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa. Thấy Tề Đẳng Nhàn gọi điện thoại một cách nghiêm túc, mọi người không khỏi bật cười chế nhạo. Giả vờ cái gì chứ? Vốn dĩ là chưa gọi đi có đúng không? Có bản lĩnh thì bật loa ngoài lên cho chúng tôi nghe với nào. Đúng đấy, không phải gọi điện thoại cho chủ tịch tỉnh hay sao, mở loa ngoài cho chúng tôi nghe với đi. Tề Đẳng Nhàn bỏ điện thoại ra khỏi tai và bật loa ngoài, kết quả vừa đúng lúc phía Dương Lệnh Quang bên kia lại cúp điện thoại. Tút tút tút, từ chỗ loa phóng thanh phát ra tiếng điện thoại bị cúp máy. Ha 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 ha. Buồn cười chết đi được, cái tên não tàn này, quả nhiên chỉ là đang dọa người mà thôi. Điện thoại vốn dĩ chẳng ai bắt máy, chắc không phải cậu đang muốn nói với chúng tôi rằng Chủ tịch Dương vừa mới cúp điện thoại nhỉ. Loại người này chẳng khác gì một tên hề cả, chỉ có mỗi chiêu lòe thiên hạ là giỏi thôi, nếu mà xin việc ở một rạp xiếc thì chắc là kiếm được không ít tiền đâu. Tôn Học Văn cũng hùa theo các giám đốc ngân hàng và chế nhạo hắn, ngay cả Tôn Hưng Chương cũng nở nụ cười khinh thường. Tôn Hưng Chương bình tĩnh nói, được rồi, Tề Đại Sư đừng có ở đây giả vờ giả vịt nữa. Nếu như cậu muốn vay tiền thì hãy ngoan ngoãn làm theo những gì tôi nói đi, nếu không thì cậu đừng hòng lấy được dù chỉ một xu. Nếu như cậu vẫn kiên định với quyết định của mình, vậy thì nơi này không chào đón cậu, mời cậu cút ra ngoài ngay lập tức. Tôn Học Văn cười nhạo và nói, không phải mày gọi điện thoại cho chủ tịch tỉnh hay sao? Sao lại không gọi được thế? Chát! Tề Đẳng Nhàn quay đầu dáng cho Tôn Học Văn một cái bạt tại và mắng, cho mày nói chuyện chưa? Tôn Hưng Chương đang ở ngay đó mà Tề Đẳng Nhàn lại vẫn dám tát cho Tôn Học Văn một cái ở ngay trước mặt ông ta, khiến cho mọi người ở xung quanh đều không khỏi ngây người. Đây là hoàn toàn không hề đặt Tôn Hưng Chương vào mắt mà. Ánh mắt của Tôn Hưng Chương tối sầm lại, đang định nói chuyện thì điện thoại bỗng reo lên. Sau khi nhìn thấy số ghi chú trên điện thoại, vẻ mặt của Tôn Hưng Chương bỗng chốc thay đổi. Là cuộc gọi từ thư ký của Dương Lệnh Quang. Ban nãy Tề Đẳng Nhàn bảo là gọi điện thoại cho Dương Lệnh Quang nhưng mọi người đều không tin hắn và cho rằng hắn đang giả vờ. Kết quả là chưa được bao lâu mà thư ký Ngô đã gọi điện thoại cho ông ta. Tôn Hưng Chương giơ tay lên và ấn xuống, ra hiệu cho mọi người yên lặng một lúc, sau đó bấm nghe điện thoại và nói với giọng khách sáo, thư ký Ngô. Thư ký Ngô không hề khách sáo mà lên giọng quát mắng, Chủ tịch Tôn, Ngân hàng Trung Hải các ông làm việc kiểu gì thế hả? Tiên Lai Capital đang nắm giữ hàng trăm mẫu đất ở thung lũng giết người, hơn nữa ngài Chủ tịch tỉnh còn đã từng đích thân đến công ty đó để khảo sát. Các người không phê duyệt khoản vay cho Tiên Lai Capital, đây là đang chuẩn bị đánh vào mặt của ngài Chủ tịch tỉnh à? Sau khi nghe được lời nói nghiêm khắc của thư ký Ngô,
Trên trán Tôn Hưng Chương không khỏi toát ra một lớp mồ hôi lạnh, chẳng lẽ cuộc gọi vừa rồi của Tề Đảng Nhàn thực sự là gọi cho Dương Lệnh Quang sao? Ngài Chủ tịch tỉnh có lệnh, sau này tất cả các khoản vay của Tiên Lai Capital đều phải được bật đèn xanh và thông qua. Nếu như làm cản trở việc phát triển của khu vực trọng điểm do tỉnh quy hoạch thì sẽ hỏi tội ông. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Còn nữa, lệnh cho ông ngay lập tức xử lý nhân viên đã ác ý gây khó dễ cho Tiên Lai Capital, tiến hành xét xử và cách chức. Ông tự liệu mà làm đi. Sau khi nói xong những lời này, thư ký Ngô trực tiếp tắt điện thoại bụp một cái. Tôn Hưng Chương đứng đờ ra tại chỗ, mãi một lúc sau vẫn chưa nói gì. Chủ tịch Tôn, có chuyện gì thế? Có một giám đốc ngân hàng không kìm được mà khẽ giọng hỏi. Chú ơi, sao chú còn chưa trừng phạt tên du côn này đi? Tôn Học Văn lớn giọng hét lên, cảm thấy mình đã phải chịu thiệt thòi. Tôn Hưng Chương lại giận dữ nói, ngậm miệng lại cho ta. Sau khi nói xong những lời này, ông ta hít sâu vào một hơi và nói, thông báo xuống dưới, lập tức phê duyệt tất cả các khoản vay của Thiên Lai Capital, nhất định không được có sai sót gì, trong một giờ đồng hồ phải xử lý ổn thỏa cho tôi. Mọi người nghe thấy thế thì bỗng chốc sững sờ ngay tại chỗ. Ban nãy Tôn Hưng Chương còn hung hăng muốn khiến Tề Đảng Nhàn phải trả giá, nhưng sau khi nghe xong một cuộc điện thoại thì đã ngay lập tức đổi ý. Đây là có chuyện gì thế? Ngay lập tức xóa bỏ chức vụ giám đốc chi nhánh thứ hai ngân hàng Trung Hải của Tôn Học Văn, tiếp nhận sự điều tra của các bộ phận liên quan. Vẻ mặt Tôn Hưng Chương chán chường và ra lệnh như thể nhà đang có tang vậy. Lúc này mọi người mới hoàn hồn lại, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc và nhìn Tề Đảng Nhàn. Rõ ràng là chỉ có chủ tịch tỉnh mới có thể khiến Tôn Hưng Chương phải chịu khuất phục như thế, bắt Tôn Hưng Chương phải vả mạnh vào mặt chính mình. Ôi trời ơi, cuộc gọi ban nãy của cậu ta thực sự gọi đến chỗ của chủ tịch Dương à? Tôi thấy quá nửa là như thế rồi, nếu không thì sao chủ tịch Tôn lại có thể thay đổi nhanh như thế được? Tuyệt đối không thể đắc tội với tên này được, sau này chúng ta phải nghĩ cách lấy lòng và nịnh nọt cậu ta mới được. Các giám đốc ngân hàng đang có mặt ở đó đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy da đầu mình có hơi tê dại. Thế mà Tề Đảng Nhàn lại có năng lực kiện lên tận trời như vậy, thế thì mấy con tôm tép như bọn họ có thể làm gì hắn được chứ? Nếu như thực sự chọc giận Tề Đảng Nhàn thì sẽ không ai có kết cục tốt cả. Sau khi nghe thấy mệnh lệnh của Tôn Hưng Chương, Tôn Học Văn vẫn còn chưa hiểu ra, anh ta tức giận gầm lên, chú, dựa vào cái gì chứ? Tại sao lại phải làm như thế? Tôn Hưng Chương sầm mặt nói, ban nãy người gọi điện thoại cho ta là thư ký Ngô dưới trướng của Chủ tịch Dương, cháu nói xem tại sao ta lại phải làm như thế. Tôn Học Văn bỗng chốc ngẩn người và không nói được thêm câu nào nữa, thậm chí còn sợ đến mức run lên cầm cập. Tôi muốn nhìn thấy khoản vay càng sớm càng tốt, hy vọng rằng hiệu quả làm việc của Chủ tịch Tôn có thể khiến tôi hài lòng. Tề Đảng Nhàn liếc nhìn Tôn Hưng Chương một cái và nhàn nhạt nói. Tề Tổng yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết thỏa đáng. Khóe miệng Tôn Hưng Chương giật giật, nói lời đồng ý một cách khó khăn. Những lời độc ác như ban nãy, ông ta không dám nói nữa mà cũng không còn tư cách để nói nữa. Hắn có thể gọi điện thoại thẳng đến chỗ của chủ tịch tỉnh, nếu như bản thân còn không biết điều thì chắc chắn sẽ bị miễn chức, nói không chừng sau này còn phải bị hắn xử lý nữa. Tề Đảng Nhàn cũng không hứng thú lắm với việc xử lý Tôn Hưng Chương. Xử lý tên cặn bã như Tôn Học Văn hai lần là đủ rồi. Nếu như lần sau còn dám để tao nhìn thấy mày tiếp cận thư ký của tao thì tao sẽ trực tiếp đánh chết mày, có hiểu chưa? Tề Đảng Nhàn nhìn Tôn Học Văn và lạnh lùng nói. Hiểu, hiểu rồi, Tôn Học Văn run rẩy gật đầu, trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi. Trước đây anh ta còn là giám đốc chi nhánh thứ hai uy phong không gì sánh được, nhưng chỉ trong nháy mắt đã trực tiếp bị sa thải rồi, thậm chí còn phải tiếp nhận điều tra. Điều này khiến anh ta cảm thấy lòng lạnh như cho nguội và không còn chút suy nghĩ muốn trả thù nào nữa. Sau khi nói xong những lời này, Tề Đảng Nhàn trực tiếp xoay người rời khỏi phòng bệnh và đi ra khỏi bệnh viện. Buổi tối là bữa ăn do Dương Quan Quan sắp xếp, Tề Đảng Nhàn cũng coi như lẽ đương nhiên và ăn uống một bữa thật ngon lành, khiến Dương Quan Quan tiêu mất hơn 2.000 tệ và đau đớn rỉ máu trong lòng. Tuy nhiên, Tề Đảng Nhàn cũng nhận ra rằng thái độ của Dương Quan Quan đối với hắn đã trở nên kính cẩn và chân thành hơn rất nhiều. Điều này khiến hắn không khỏi đắc ý, xem ra cú đấm nặng ký của mình đã có hiệu quả, khiến cho kẻ hèn nhát chuyên bắt nạt kẻ yếu và sợ hãi kẻ mạnh như Dương Quan Quan phải hoàn toàn khuất phục.
xem ra sau này không thể vui vẻ hòa nhã với Dương Quan Quan nữa rồi, nhất định phải hung dữ thêm một chút mới được, nếu không thì cô ta sẽ không đặt ông chủ như mình đây vào trong mắt mất thôi. Tề Đẳng Nhàn cười khẩy hai tiếng, dùng ngón tay cái xoa xoa mũi. Nhưng hắn không ngờ rằng hôm nay Dương Quan Quan đã lục lọi máy tính của hắn và phát hiện ra lịch sử chi tiêu điên cuồng quẹt thẻ lên đến 5 triệu kia của hắn. Trước đây hắn đã từng nói với Dương Quan Quan nhưng Dương Quan Quan cảm thấy hắn không có ý tốt nên hoàn toàn không tin tưởng hắn. Tề Đẳng Nhàn rảnh rỗi không có việc gì làm và chờ đến buổi tối để đi xem phim đêm cùng Lý Vân Uyển. Sau khi ăn cơm tối xong, hắn trở về công ty và chơi máy tính. Vừa mới mở phần mềm Livestream lên, hắn không khỏi ngẩn người, tất cả các nữ streamer hay nhảy múa mà hắn đăng ký đều đã biến mất rồi. Mẹ nó! Lẽ nào lương tâm của nền tảng Livestream bỗng dưng trỗi dậy và cảm thấy thận của mọi người không ổn nữa rồi nên mới gỡ tài khoản của các nữ streamer này xuống để chỉnh đốn lại. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người một lúc, hắn không ngờ rằng Dương Quan Quan đã xóa đăng ký của mình đi rồi. Thấy Dương Quan Quan trong phần đăng ký vừa mới mở phòng Livestream, Tề Đẳng Nhàn càng khẳng định điều này. Trong danh sách đăng ký của hắn, ngoại trừ Dương Quan Quan ra thì về cơ bản toàn là các nữ streamer hay nhảy múa. Ấy, chỉ có thể đi xem Dương Quan Quan chơi game thôi. Tề Đẳng Nhàn bất lực cười khổ, nhấp vào phòng Livestream để giết thời gian. Dương Quan Quan đã chuyển sang một trò chơi tên là Nhân Vương, đây cũng là một trò chơi có độ khó vô cùng cao, Tề Đẳng Nhàn cũng không hiểu tại sao người phụ nữ này lại thích chơi những trò chơi có độ khó cao như vậy. Chào mừng ông chủ thần đế mang tên Quý Tân Nhàn Nhân đến với phòng Livestream nhé. Dương Quan Quan nhìn thấy thông báo Tề Mặc vào phòng Livestream thì không khỏi cười híp mắt. Oa, đây chính là tên cường hào đã quét 5 triệu trong phòng Livestream hôm đó hay sao? Là người đã trực tiếp tặng đi 4 cái chiến hạm ngân hà. Ông trùm thần đế, có thể bao nuôi tôi không? Tôi nguyện làm tay sai cho ngài. Chào mừng ông trùm thần đế ghé thăm, có thể kết bạn WeChat không ông trùm? Ông trùm ơi em yêu anh, có thể quét cho em 500.000 không? Khung bình luận của phòng livestream sôi sục vì sự xuất hiện của Tề Đẳng Nhàn, dù sao thì để kích hoạt một tài khoản thần đế cũng phải bỏ ra những 1 triệu. Chắc là do mình đã xóa hết những tài khoản của các nữ streamer mà anh ta đăng ký kia đi, anh ta hết chỗ xem rồi nên mới đến đây nhỉ. Dương Quan Quan cười thầm, sau đó vớ cái tay cầm lên và bắt đầu chơi game. Thế nhưng khung bình luận của phòng livestream đã bị Tề Đẳng Nhàn rẽ hướng rồi. Mọi người đều đang trêu đùa hắn và chẳng có mấy ai quan tâm đến trò chơi. Ông trùm thần đế có thể nói xem tại sao anh lại thích chủ thất không? Sao lại quẹt cho chủ thất nhiều tiền thế? Có một bình luận hỏi. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy tương tác với những bình luận này cũng khá thú vị nên gõ một chữ, đương nhiên là vì ngực to rồi. Lẽ nào mấy người không thích sao? Thích chứ, thích chứ. Khẩu vị của ông trùm thần đế cũng giống với chúng ta, ha ha ha. Ông trùm thần đế cũng thích những streamer ngực to, tôi cũng thích, vậy cho nên tôi bằng ông trùm thần đế. Ông trùm đã quét 5 triệu rồi thì có xin được WeChat của chủ thất không, có hẹn gặp nhau offline không? Sau khi nhìn thấy bình luận trả lời của Tề Đẳng Nhàn, vẻ mặt của Dương Quan Quan đen sầm lại nhưng sau đó thì vẫn giả vờ không biết gì và cười nói, ông chủ thật là có mắt nhìn, dáng vóc của tôi là tuyệt nhất trên nền tảng này đó. Đương nhiên rồi. Nếu không phải thấy ngực cô to thì tôi đã không quẹt 5 triệu rồi. Tề Đẳng Nhàn trả lời. Dương Quan Quan hừ lạnh trong lòng và thầm mắng, quả nhiên là một tên háo sắc. Tề Đẳng Nhàn khoác lác trong khung bình luận, nói rằng mình thích nhất là xem các streamer nữ nhảy múa. Trong lòng Dương Quan Quan bỗng chốc vô cùng đắc ý, hôm nay cô ta đã xóa hết những tài khoản của mấy con hồ ly tinh mà Tề Đẳng Nhàn đăng ký đi rồi. Sao hôm nay ông chủ lại không tặng quà thế? Có một bình luận hỏi. Tặng ngay đây, Tề Đẳng Nhàn tiện tay quét một ngôi sao nhỏ có giá 1 tệ. Ngay lập tức, khung bình luận tràn ngập dấu hỏi chấm. Dương Quan Quan cũng không kìm được mà nở nụ cười, cô ta nói, ông chủ thật là hào phóng, cảm ơn ngôi sao nhỏ của ông chủ nhé. Tôi vô cùng nghi ngờ ông chủ đã lên giường cùng với chủ thất rồi, nếu không thì sao lại đột nhiên trở nên keo kiệt đến vậy chứ? Một dòng bình luận phân tích nói. Chủ thất ngoại trừ ngực to ra thì chẳng có cái vẹo gì cả, tôi không có hứng thú đâu. Tề Đẳng Nhàn trả lời một câu. Dương Quan Quan thấy thế thì vô cùng tức giận, trong lòng thầm nghĩ bữa cơm hôm nay chẳng khác nào cho chó ăn cả,
mời hắn một bữa rồi mà hắn còn bôi nhọ mình như thế, thật là đáng ghê tởm mà. Thấy thời gian đã không còn sớm, Tề Đằng Nhàn trực tiếp tắt máy tính đi rồi lái xe đi đón Lý Vân Uyển. Lý Vân Uyển ăn mặc rất thoải mái, váy ngắn phối với áo thun bó sát, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác sành điệu, trên đôi chân xinh đẹp dưới lớp váy ngắn có mấy dòng chữ mà Tề Đằng Nhàn đã học thuộc lòng. Xem phim xong thì chắc là cô không còn việc gì nữa đâu nhỉ? Tề Đằng Nhàn tùy ý hỏi, trình độ giả vờ giả vịt rất chuyên nghiệp. Có chuyện chứ, tôi đột nhiên nhớ ra điều hòa ở trong phòng còn chưa tắt. Lý Vân Uyển vỗ lên trán một cái, đây cũng là một màn biểu diễn với cấp bậc ảnh đế. Tề Đằng Nhàn có hơi hối hận, tự nhiên mình hỏi thêm câu đó làm gì chứ, có khác nào tự gây phiền phức không? Dừng xe lại ở rạp chiếu phim. Tề Đằng Nhàn giơ tay ra nắm lấy tay của Lý Vân Uyển một cách rất tự nhiên, dắt cô ta đi mua ít đồ ăn vặt, lấy vé rồi đi vào trong rạp. Đó không phải là Hướng tổng à? Lý Vân Uyển đột nhiên chọc chọc Tề Đằng Nhàn và nói. Đúng là Hướng Đông Tinh thật này. Tề Đằng Nhàn ngây người một lúc, cau mày và nói, tôi qua đó hỏi xem. Sau khi nói xong câu này, Tề Đằng Nhàn cất bước đi qua bên đó. Lúc này Hướng Đông Tinh đang đứng ở cách đó không xa lắm. Bên cạnh là vệ sĩ của cô ta, là một cao thủ mà cô ta đã bỏ ra rất nhiều tiền để mời đến, tên là Lôi Cuồng, tên Lôi Cuồng này còn tiện tay xách theo một cái túi lớn màu đen, cũng không biết bên trong đang đựng cái gì. Hướng tổng, chẳng phải tôi nói dạo gần đây đang là thời kỳ đặc biệt hay sao? Tại sao cô vẫn xuất hiện ở những nơi như thế này chứ? Tề Đằng Nhàn đi đến và hỏi với giọng không vui. Thì ra là Tề tổng à, sau khi nhìn thấy Tề Đằng Nhàn, Hướng Đông Tinh chỉ nhàn nhạt gật đầu. Lôi Cuồng giơ tay ra muốn chặn Tề Đằng Nhàn lại, Hướng Đông Tinh lại nói, không cần chặn anh ta lại, là người của mình cả. Sau khi gật đầu, Lôi Cuồng lặng lẽ tránh sang một bên và yên lặng đứng ở bên cạnh Hướng Đông Tinh. Hướng Đông Tinh nói, tôi ra ngoài đi lại là có lý do mà. Tề Đằng Nhàn hỏi, lý do gì khiến cho cô không màng đến cả tính mạng của mình thế? Sau khi im lặng trong chốc lát, Hướng Đông Tinh nói, Ngọc Tiểu Long đến tìm tôi, bảo tôi trở thành mồi nhử của cô ta để dụ Vladimir ra. Bị động chờ chết không phải là phong cách của tôi. Vậy nên tôi đã đồng ý với cô ta. Sau khi nghe thấy lý do này, Tề Đằng Nhàn nhíu chặt mày lại và nói, cô bị điên rồi à? Bản thân Ngọc Tiểu Long còn không nắm chắc việc có thể đối phó với Vladimir hay không, thế mà cô lại đi tin cô ta à? Và lại... Bây giờ cô ta còn là kẻ thù không đội trời chung của cô nữa, nếu như cô chết rồi thì tập đoàn Hướng Thị sẽ chưa đánh đã tan đấy. Nếu như đầu óc cô có vấn đề thì mau chóng đến bệnh viện để khám đi. Lôi Cuồng lạnh lùng nói, chú ý cách nói chuyện của mình chút đi. Tề Đằng Nhàn liếc anh ta một cái, nói tiểu tử này là ai thế? Tôi là Lôi Cuồng, là truyền nhân của Cửu Cung Kiếm. Hướng Tổng đã có tôi bảo vệ. Sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Lôi Cuồng lạnh lùng nói. Hướng Đông Tinh vẫy vẫy tay và nói, thay vì để mặc cho Vladimir uy hiếp sự an toàn của tôi mãi thì không bằng chúng ta chủ động ra tay và tìm cơ hội để giải quyết anh ta. Ngọc Tiểu Long sẽ đối phó với anh ta, Lôi Cuồng sẽ phụ trách bảo vệ cho sự an toàn của tôi. Có một người cứ mãi muốn ra tay với tôi như thế khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên. Tề Đằng Nhàn nghe thấy thế thì liên tục lắc đầu và nói, Ngọc Tiểu Long quá tự phụ rồi, cô ta chưa chắc đã là đối thủ của Vladimir đâu. Tôi chỉ sợ cô chơi lớn quá rồi đến lúc đó sẽ tự hại chính mình thôi. Nực cười. Lôi Cuồng ở bên cạnh cười khẩy và nhìn Tề Đằng Nhàn với ánh mắt khinh thường. Anh là cái thá gì mà có tư cách đánh giá nữ chiến thần số 1 của Hoa Quốc chúng tôi? Cô ấy không thể, chả nhẽ anh có thể à? Tề Đằng Nhàn cười cười. Nói, hừm, thật ngại quá, tôi có thể thật này. Vẻ mặt Lôi Cuồng tràn đầy sự khinh thường, cảm thấy Tề Đằng Nhàn chỉ đang chém gió mà thôi. Hướng Đông Tinh nói với Tề Đằng Nhàn, tôi đã quyết định rồi, nếu như không làm như thế thì tiếp sau đây tôi sẽ không có đủ tinh lực để tập trung vào trận quyết chiến thương mại này được. Tề Đằng Nhàn thấy Hướng Đông Tinh đã quyết tâm thì cũng chỉ có thể nói, vậy được thôi, cô đã quyết định như thế rồi mà. Tôi sẽ chống lưng cho cô. Cô không cần lo lắng đâu. Lôi Cuồng nghe thấy thế thì bỗng phì cười, cái tên này còn đòi chống lưng à. Nếu như Ngọc Tiểu Long không thể và anh ta cũng không thể bảo vệ cho Hướng Đông Tinh được, cái tên này cảm thấy bản thân mình có thể à. Được, Hướng Đông Tinh khẽ gật đầu.
Hướng Đông Tinh nhìn thấy Lý Vân Uyển thì không khỏi ngây người, cô ta nói, xem ra tôi đã thực sự tự cho mình là thông minh mà phá phỏng cuộc hôn nhân của anh rồi. Tề Đẳng Nhàn nói, dễ hợp dễ tan, không sao đâu. Sau khi nói xong câu này, hắn quay người đi về phía Lý Vân Uyển. Hướng Đông Tinh khó tránh khỏi việc có hơi tự trách, vốn muốn giúp đỡ Tề Đẳng Nhàn nhưng kết quả lại là chữa lợn lành thành lợn què. Lát nữa có khả năng sẽ xảy ra chút chuyện, Tề Đẳng Nhàn khẽ giọng nói với Lý Vân Uyển, hay là cô đi về trước đi. Lúc này mà bảo tôi về nhà á, anh có bị điên không? Lý Vân Uyển nói với giọng vô cùng bất mãn, hai mắt trợn tròn lên. Tề Đẳng Nhàn bất lực cười khổ và nói, e rằng sẽ có hơi nguy hiểm, tôi đây là đang lo lắng cho cô mà. Không sao, tôi nhất định sẽ không kéo chân anh đâu, có nguy hiểm thì tôi sẽ trốn đi xa một chút. Lý Vân Uyển nói, và lại, tôi cũng muốn xem bộ phim này nữa. Đi thôi, sắp đến giờ rồi, mau vào trong thôi. Tề Đẳng Nhàn còn chưa kịp nói gì thì đã bị Lý Vân Uyển kéo tay đi vào trong phòng chiếu rồi. Rạp chiếu phim lúc nửa đêm rất ít người, cho dù là bộ phim này có tiếng tăm lớn đến đâu đi chăng nữa thì tỷ suất người xem cũng không được cao cho lắm. Hơn nữa, thời gian này mà tới đây xem phim đa phần đều là các cặp tình nhân với nhau, trên cơ bản đều là một loại kịch bản chung với Tề Đẳng Nhàn. Đêm khuya thanh vắng, sau khi xem xong cũng đã muộn, Thuận Lý Thành Trương dẫn theo người phụ nữ của mình về nhà hoặc ra ngoài thuê phòng cũng không phải vấn đề gì lớn. Đèn lớn tắt. Trong rạp chiếu phim ngoại trừ màn ảnh ra thì nơi nơi đều trong cảnh tối lửa tắt đèn, nhóm các đôi tình nhân khanh khanh ta ta, bàn tay to của cánh đàn ông có không thành thật cũng là điều bình thường. Anh cũng không đến nỗi quá xấu xa, biết đường không chọn phim kinh dị. Lý Vân Uyển cười cười nói. Càng quá đáng hơn chính là tỷ suất người xem của bộ phim kinh dị kia so với bộ phim điện ảnh có chế tác khủng này còn cao hơn. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người nói, tôi không thích xem phim kinh dị. Bởi vì mấy tình tiết trong đó không dọa tôi sợ được. Lý Vân Uyển trợn trắng mắt đối với việc hắn có IQ thấp như vậy, hôm nay còn vừa mới đánh giá IQ của hắn tăng lên chút xíu mà kết quả tối đến đột nhiên tụt xuống. Cô ta lại không hề biết giờ phút này ở trong lòng Tề Đẳng Nhàn lại đang cân nhắc lần sau đi xem phim kinh dị cũng được, đến lúc đó em muốn bắt bẻ tôi thì tôi lập tức làm bộ cho rằng em thích xem, dù sao cũng là do hôm nay em đề xuất nó trước. Tên này phúc hắc tới nỗi Lý Vân Uyển không thể nào đoán trước được. Cô ta không hề biết rằng bản thân mình đã bị Tề Đẳng Nhàn tính kế. Xem phim điện ảnh xong, việc gì cũng chưa từng phát sinh khiến cho Tề Đẳng Nhàn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Còn tưởng rằng hôm nay Ngọc Tiểu Long có thể chắc chắn dẫn Vladimir tới đây cơ. Đi thôi, thời gian cũng muộn rồi, tới nhà tôi ngủ đi. Tề Đẳng Nhàn thuận Lý Thành Trương kéo tay Lý Vân Uyển. Dẫn cô ta tới bãi đỗ xe ngầm. Quả nhiên, Lý Vân Uyển đáp lại một ánh mắt chế giễu. Hướng Đông Tinh cũng đã tới bãi đỗ xe ngầm, theo sau là Lôi Cuồng. Cô ta ấn chìa khóa xe của mình một cái, chiếc xe trị giá hơn 400 vạn lập tức nháy đèn hai cái. Ngay lúc này, một bóng người khổng lồ từ phía sau cây cột đi ra, là một gương mặt ngoại quốc rất ưa nhìn. Lông tơ Lôi Cuồng lập tức dựng đứng lên gọi Hướng Đông Tinh trước mặt một câu. Nháy mắt mở cái túi to trong tay mình ra, lôi ra một thanh kiếm cổ dài hơn 3 thước. Vladimir, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, sau đó là một thân ảnh mạnh mẽ thoáng hiện ra, một quyền vô cùng khủng bố đập xuống giữa lưng của người ngoại quốc này. Người này, đúng thật là Vladimir. Mà người ra tay đánh lén kia đúng là Ngọc Tiểu Long mai phục đã lâu. Hừ, trong mắt Vladimir chợt lóe hàn quang, miệng bật ra tiếng hừ lạnh xoay nửa người lại. Cánh tay vung ra bang một tiếng va chạm với nắm tay của Ngọc Tiểu Long. Hướng Tổng, chúng ta mau đi thôi. Lôi Cuồng vội vàng nói. Nhiệm vụ chủ yếu của anh ta là bảo vệ Hướng Đông Tinh chứ không phải là tham gia vào trận chiến khốc liệt này, điểm này anh ta biết rất rõ. Hướng Đông Tinh gật đầu nhanh chóng đi theo Lôi Cuồng tới chiếc Bentley cách đó hơn 20 bước. Hai đại cao thủ như Ngọc Tiểu Long và Vladimir kia ra tay đều không hạ thủ lưu tình chút nào. Từng chiêu xuất ra đều là các loại sát chiêu, các loại đấu pháp âm ngoan độc ác ùn ùn không dứt, chỉ mong dựa vào tốc độ nhanh nhất để giải quyết xong đối phương. Hướng Đông Tinh đi theo Lôi Cuồng chưa tới 2 bước, hai người cũng đã so với nhau hơn 10 chiêu, đấu tới mức mặt đỏ tai hồng. Cả người Vladimir hơi lay động một chút tựa như gió thổi lá bay, mỗi một lần ra tay đều dùng hết toàn lực, vô cùng uy mãnh, quyền kình khủng bố. Ngọc Tiểu Long mặt đỏ tai hồng cũng đồng dạng ra tay toàn lực.
giống như nước xiết chảy giữa đá tảng, đồ sộ bất động phá vỡ vô số dòng nước xiết, hóa thành bọt sóng. Đông! Một tiếng trầm vang, cả người Ngọc Tiểu Long đột nhiên bay ngược ra ngoài, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, trong miệng phun ra máu tươi. Không ổn rồi, lần trước lúc bắt giữ vua chiến tranh vẫn để lại chút thương tích, có một số nhìn như rất tốt nhưng thật ra lại là vết thương ngầm, mình ra tay toàn lực sẽ dẫn tới bạo phát. Trong lòng Ngọc Tiểu Long thầm kêu không ổn. Cô vừa rơi xuống đất đã lập tức lăn người mấy vòng tránh né mấy viên đá vụn mà Vladimir đá tới. Mấy viên đá vụn kia va chạm với chỗ cô vừa lăn qua phát ra tiếng phanh phanh trầm đục, trên mặt đất đều bị đập đến mức xuất hiện vết nứt. Ngọc Tiểu Long cũng bất chấp tất cả, ý thức được nếu như bản thân tiếp tục chiến đấu thì nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ, lập tức bước nhỏ chạy nhanh ra ngoài. Thế mà Ngọc Tiểu Long lại thất thủ. Đầu óc hướng Đông Tinh Oanh một tiếng, cô ta vừa mới đi tới bên cạnh xe mà bên kia Ngọc Tiểu Long với Vladimir cũng đã phân xong thắng bại. Hơn nữa, Ngọc Tiểu Long còn bị thương không nhẹ, vì tránh để bị Vladimir đánh chết mà trực tiếp chạy trốn rồi. Cao thủ so chiêu, thắng bại thường thường chỉ trong một cái chớp mắt, đặc biệt là vừa rồi hai người còn dùng toàn lực đấu với nhau, căn bản là không kịp thử sức nên thắng bại phân chia rất nhanh. Còn muốn chạy, Vladimir lạnh giọng dùng tiếng phổ thông Hoa Quốc nói, câu chữ rõ ràng, không nghe ra chút khẩu âm ngoại quốc nào. Chỉ thấy thân hình anh ta run lên như rồng đạp bước chân tới. Mỗi một bước dẫm xuống như bước dài ra 3 mét, trong chốc lát đã không thấy tăm hơi, tựa như thổ địa công công thần thông quảng đại. Không xong, quả nhiên bị cái tên Tề Đảng Nhàn kia nói trúng phóc, Ngọc Tiểu Long không đáng tin chút nào. Hướng Đông Tinh nhìn thấy Vladimir xông tới thì đầu óc trống rỗng. Lôi Cuồng thấy Vladimir thế tới rào rạt, biết rằng hiện giờ lên xe khẳng định không kịp nữa, nhanh chóng quyết định rút kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Anh ta còn chưa kịp xuất kiếm ngăn cản thế tới của Vladimir thì lại thấy một đạo thân ảnh khác xuất hiện, tựa như đột ngột xuất hiện từ trong hư không vậy. Mà đạo thân ảnh này còn né qua anh ta tiến lên phía trước ngăn cản thế công của Vladimir, sau đó kéo một chút, hai ngón tay chui ra tựa như độc long. A! À, Hướng Đông Tinh và Lôi Cuồng lập tức đều nghe thấy tiếng kêu thảm thiết phát ra từ miệng của Vladimir. Dương mắt nhìn lên thì thấy Vladimir vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ lúc này đã ngừng lại. Hai con mắt huyết nhục mơ hồ, trên mặt là biểu tình thống khổ không chịu được. Nhưng tuy là vậy thì anh ta vẫn hung hãn ra quyền như trước. Người đứng ở phía trước chính là Tề Đảng Nhàn. Hừ! Trong mũi Tề Đảng Nhàn phát ra một tiếng hừ lạnh, chân trước vững vàng đứng yên trong thế công tiến lên phía trước của Vladimir, thánh thoát nắm tay của anh ta rồi một quyền tựa như mỏ chim hạc vững chắc bổ ngược về xương quai xanh của anh ta. Răng rắc! Xương quai xanh của Vladimir bị đánh đến mức gãy dập, còn chưa kịp phát chiêu thì cả người của Tề Đảng Nhàn đã như một con gấu lớn đâm vào. Một chiêu lão gấu đâm cây này vững chãi đập vào ngực của Vladimir, lập tức nghe thấy từng đợt âm thanh xương cốt gãy vụn truyền tới, cả người Vladimir lập tức bay ngược ra ngoài. Phanh! Cả người Vladimir văng vào một cây cột thật lớn, đâm tới mức khiến cho xi măng và sơn trên đó vỡ vụn rụng rơi xuống dưới. Sau đó cả người sụi lơ rơi xuống như một bãi bùn, đột tử tại chỗ. Một màn này nói thì chậm nhưng thật ra sau khi Ngọc Tiểu Long ra tay bị đánh bại chạy trốn đến lúc Tề Đảng Nhàn đánh chết Vladimir cũng chỉ là việc trong một cái chớp mắt mà thôi, nhanh như tia chớp vậy. Đầu tiên Tề Đảng Nhàn dùng một chiêu độc long thăng thiên chọc mù hai mắt của Vladimir, sau một quyền mỏ chim hạc phá vỡ cân bằng cả người anh ta, cuối cùng là chiêu lão gấu đâm cây đập nát lục phủ ngũ tạng của anh ta. Khiến cho anh ta chết đến không thể chết thêm được nữa. Tề Đảng Nhàn, người đã từng so chiêu với vô số tên hung thần ác sát biết rõ một đạo lý, đối phó với nhân vật như vậy thì nhất định phải có thể giết thì lập tức giết. Nếu không mà bị bọn họ phản sát thì chính là việc không thể không bị bọn họ giết ngược lại. Hướng Đông Tinh kinh hồn chưa định, có chút ngây người nhìn bóng dáng của Tề Đảng Nhàn. Tề Đảng Nhàn xoay người lại hơi gật đầu với Hướng Đông Tinh, nói, đã xong, anh ta chết rồi. Cô không cần phải lo lắng tính mạng tiếp tục bị đế đô ạ nữa. Hướng Đông Tinh vỗ vỗ ngực của mình, lòng vẫn còn sợ hãi nói, cũng may có anh ở đây, không nghĩ tới Ngọc Tiểu Long lại không đáng tin như vậy. Ngọc Tiểu Long thăng cấp quá nhanh nên đánh giá cao bản thân mình, cũng xem nhẹ đối thủ, phát sinh chuyện như vậy là điều khó tránh khỏi. Tề Đảng Nhàn chậm rãi nói. Lôi Cuồng lại không nhịn được cười nhạo. Chẳng qua là anh dựa vào việc Ngọc Tướng Quân đánh đến mức lưỡng bại câu thương với Vladimir nên mới chiếm được tiện nghi như vậy, ra vẻ cái gì chứ?
Tề Đảng Nhàn lạnh nhạt nói, tôi chiếm tiện nghi của Ngọc Tiểu Long. Anh ăn nói cho rõ vào. Nếu không phải có tôi thì hiện giờ cả anh và Hướng Đông Tinh đều chết hết ở trong tay anh ta rồi. Lôi Cuồng khinh thường đầy mặt nói, vừa rồi là do Vladimir chiến đấu với Ngọc Tướng Quân nên đã tiêu hao thể lực khá nhiều, nếu không phải như thế thì sao cậu có thể đánh bại anh ta được. Tề Đảng Nhàn nói, đúng là anh ta bị tiêu hao thể lực nhưng kể cả anh ta có bảo trì được tỉnh táo đi nữa thì gặp phải tôi cũng chỉ có một con đường chết. Khoác lác không biết ngượng, Lôi Cuồng liên tục cười lạnh, cứ cho là vừa rồi cậu không ra tay thì Vladimir sau khi bị tiêu hao thể lực cũng không phải là đối thủ của tôi. Hướng Đông Tinh nhíu nhíu mày nói, hai người đừng tranh cãi nữa, hiện giờ uy hiếp lớn nhất đã bị loại bỏ rồi, đây là chuyện tốt. Lôi Cuồng nói, Hướng Tổng. Chỉ là tôi không quen nhìn cậu ta nói xấu Ngọc Tướng Quân thôi, nếu không phải có Ngọc Tướng Quân thì sao cậu ta có thể nhặt được tiện nghi như vậy. Vừa rồi tuy rằng thời gian Vladimir chiến đấu với Ngọc Tiểu Long rất ngắn nhưng hai người so chiêu đều dùng toàn lực thi triển quyền pháp, mỗi một giây tiêu phí không biết bao nhiêu thể lực. Nhưng mà kỹ năng của Vladimir rõ ràng cao hơn một bậc, hơn nữa ưu thế thể lực rõ ràng nên mới có thể đánh bại Ngọc Tiểu Long rồi không chút do dự quay đầu đối phó với Hướng Đông Tinh. Tôi cần phải nhặt tiện nghi của Ngọc Tiểu Long kia sao? Hay là anh cảm thấy bản thân mình trâu bò đấy? Ở trước mặt tôi, ngay cả cơ hội rút kiếm anh cũng không có. Tề Đảng Nhàn lãnh đạm nhìn vị truyền nhân của Cửu Cung Kiếm Lôi Cuồng này, nói chuyện một chút cũng không lưu tình. Lôi Cuồng nghe thấy câu nói đó quả nhiên bực bội hẳn lên, mở to hai mắt quát, cậu nói cái gì? Tề Đảng Nhàn nói, ở trước mặt tôi, ngay cả cơ hội rút kiếm anh cũng không có. Từ xưa tới nay, một tấc dài một tấc mạnh không phải là giả, có vũ khí và không có vũ khí là khái niệm hoàn toàn khác nhau. Vũ khí chọc xuống một cái là tạo ra một lỗ thủng, còn nắm đấm tay lại không thể làm được. Lôi Cuồng nhấc trường kiếm ở trong tay lên khua loạn xạ ở trước mặt Tề Đảng Nhàn, lạnh lùng nói, vậy cậu có muốn thử xem một chút hay không? Nếu cậu có thể khiến tôi không kịp rút kiếm thì tôi lập tức từ chức với Hướng Tổng. Hơn nữa còn bồi thường chi phiếu 500 vạn. Tề Đảng Nhàn nói, anh đã muốn tự mình rước nhục thì tôi đây cũng không ngại. Lôi Cuồng giận dữ cầm chuôi kiếm, muốn lập tức rút kiếm. Nhưng trong nháy mắt anh ta muốn dùng sức rút kiếm thì Tề Đảng Nhàn lại tiến lên một bước, vận hành bát quái trưởng đẩy một cái vào khuỷu tay anh ta. Kiếm vừa ra khỏi vỏ được hai tấc lập tức tra ngược lại vỏ kiếm bằng da cá mập. Cùng lúc đó, tay phải Tề Đảng Nhàn nhấc lên đánh xuống bả vai của Lôi Cuồng. Lôi Cuồng hoảng hốt tránh thoát. Lúc này đã không còn cơ hội rút kiếm bên người Tề Đảng Nhàn nữa, lập tức giơ tay phải lên, tịnh chỉ như kiếm không ngừng lập lòe muốn chọc vào mấy vị trí quan trọng như mắt, giữa mày hay yết hầu của Tề Đảng Nhàn. Tên này luyện Cửu Cung Kiếm cũng không tệ lắm, ra tay cũng có thể có uy thế như một thanh kiếm vậy. Tề Đảng Nhàn không dao động, chân dẫm hình cung lay động hai cái, tránh thoát toàn bộ. Sau khi Lôi Cuồng bước lui được Tề Đảng Nhàn thì lập tức muốn rút kiếm. Nhưng Tề Đảng Nhàn lại lựa ngay lúc này tiến lên phía trước nửa bước, một quyền lạnh băng thẳng tắp đánh về phía trước. Lôi Cuồng bất đắc dĩ chỉ đành lấy kiếm che trước người chặn ở trên bụng dưới, nắm tay đập xuống trên mặt vỏ kiếm chấn động tới mức Lôi Cuồng lùi về sau liên tục ba bước. Trong quá trình lùi lại anh ta muốn nhân cơ hội rút kiếm ra, nhưng Tề Đảng Nhàn sao có thể cho anh ta cơ hội đó. Chỉ thấy Tề Đảng Nhàn đạp chân tiến mạnh về phía trước. Cả người lúc lên lúc xuống như ngồi trên lưng khoái mã đang lao nhanh xuống, mỗi lần tiến thêm một bước là đánh ra một quyền, bức cho Lôi Cuồng không thể không giơ tay ứng đối. Mình thật sự không có cơ hội rút kiếm trước mặt tên này sao? Trong lòng Lôi Cuồng chấn động, quyền trưởng của Tề Đảng Nhàn nhanh như gió, rậm rạp đan chéo nhau khiến cho anh ta căn bản không thể rút kiếm được. Hơn nữa lực đạo của mấy quyền kình này rất lớn, mỗi lần ứng đối đều cần anh ta phải toàn lực tiếp chiêu. Nếu không sẽ trực tiếp bị đánh đến mức không giữ được thăng bằng mà ngã trên mặt đất. Lôi Cuồng giống to một tiếng phá một quyền của Tề Đảng Nhàn, lùi về sau một bước rồi sử dụng cư hợp trảm độc nhất vô nhị của Kiệt Bành Quốc. Nhưng anh ta vừa muốn rút kiếm thì Tề Đảng Nhàn đã như bóng với hình vút tới bên cạnh. Kiếm mới ra khỏi vỏ một nửa đã bị bàn tay to giống như cối xay lớn của Tề Đảng Nhàn che lại, dừng ở trên cánh tay của Lôi Cuồng. Suy! Kiếm mới vừa rút ra một nửa lập tức bị một chưởng này áp ngược trở về vỏ. Lôi Cuồng nhân cơ hội lùi lại một bước này ném kiếm tới sau lưng, anh ta vòng tay ra sau nắm lấy chuôi kiếm, lập tức rút ra. Hay cho một chiêu Tô Tần cõng kiếm sau lưng.
Trong miệng Tề Đẳng Nhàn thốt ra một câu tán thưởng, nhưng ngay sau đó người cũng đã phóng tới bên cạnh sườn của đối phương. Hắn vươn tay tới, hóa thành móng ưng hung hăng nắm chặt tay của Lôi Cuồng. Lôi Cuồng kinh hãi, còn chưa kịp tránh thoát thì tay Tề Đẳng Nhàn đã lập tức buông lỏng, năm ngón tay khép lại nhọn nhọn như mỏ của chim hạc, mổ xuống nắm tay đang nắm chặt lại của Lôi Cuồng. Lôi Cuồng ăn đau, không tự chủ được thả tay ra. Tề Đẳng Nhàn thuận thế kéo chuôi kém tới, bá một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ cầm trực tiếp ở trong tay. Cậu! Lôi Cuồng thấy kiếm của mình rơi vào tay Tề Đẳng Nhàn thì chấn kinh tột độ, căn bản không thể tin vào được hai mắt của mình. Đời này của mình đúng thật là lần đầu tiên gặp phải một đối thủ như vậy, ở trước mặt đối phương ngay cả cơ hội rút kiếm cũng không có, quá khoa trương rồi. Tôi nói rồi, anh ở trước mặt tôi ngay cả cơ hội rút kiếm cũng không có. Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói, trực tiếp ném trường kiếm trong tay về phía Lôi Cuồng. Sắc mặt Lôi Cuồng ảm đạm, yên lặng tiếp được kiếm tra vào vỏ, gò má run rẩy cắn răng nói, tôi lĩnh giáo. Nói xong lời này, anh ta móc từ trong ngực ra một tấm chi phiếu 500 vạn, nói, đây là chi phiếu mà hướng tổng cho tôi, hiện giờ tôi hoàn trả đầy đủ. Ném chi phiếu xuống xong, Lôi Cuồng xoay người là đi. Chính mình đường đường là truyền nhân của Cửu Cung Kiếm, vậy mà ở trước mặt Tề Đẳng Nhàn ngay cả cơ hội rút kiếm cũng không có, quả thực mà mất mặt tới tận nhà bà nội, thật sự không có mặt mũi ở lại nữa. Hướng tổng, lần sau nếu muốn mời vệ sĩ thì có thể tới tìm tôi có thể tìm được người lợi hại hơn anh ta nhiều, bảo đảm vạn vô nhất nhất. Tề Đẳng Nhàn liếc mắt nhìn Hướng Đông Tinh một cái, nhàn nhạt nói. Lợi hại, Hướng Đông Tinh nhìn Tề Đẳng Nhàn, cười khẽ giơ ngón tay cái lên. Cô ta thật sự rất ít khi cười, nhưng một khi đã cười thì lại vô cùng đẹp, hình dung thành khuynh quốc khuynh thành cũng không quá. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, mau chóng trở về đi. Tề Đẳng Nhàn lắc lắc tay. Hướng Đông Tinh gật gật đầu, leo lên xe của mình rời đi. Tề Đẳng Nhàn gọi một cuộc điện thoại, nói, này, Phó Lão, tới đây nhặt xác đi. Phó Phong Vân hơn nửa đêm bị đánh thức vốn dĩ có chút khó chịu. Nghe thấy lời này thì tinh thần rung lên, hỏi, cái gì? Xong rồi sao? Tề Đẳng Nhàn ngáp một cái nói, tôi đi trước đây, thi thể để ở chỗ này, ông cho người tới xử lý chút đi. Phó Phong Vân cho người đi thu thập thi thể của Vladimir, sau khi chính bản thân nghiệm minh thì nhẹ nhàng thở ra. Ngọc Tiểu Long vẫn còn tốt đi, quả nhiên là thất thủ. Chuyện này đối với cô ấy cũng là một chuyện tốt, dù sao thì dọc đường đi cũng đã không thuận lợi rồi. Đối ngoại không cần phải tuyên bố là do Tề Đẳng Nhàn làm ra, để cô ấy tự mình suy đoán đi vậy. Phó Phong Vân giải quyết xong việc này thì tảng đá trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhàng rơi xuống. Khó trách vì sao Sở Vô Đạo lại sùng bái Tề Đẳng Nhàn như vậy, bản lĩnh thật sự không hề nhỏ, nhẹ nhàng đánh chết cái tên hung danh rõ ràng Vladimir này. Ngọc Tiểu Long biết được tin tức Vladimir đền tội thì cũng ngẩn ra, khiếp sợ nói, ai làm? Long Á Nam lắc đầu nói, tôi cũng không biết, đây là tin tức bên Phó Lão tuyển tới, ông ta không nói. Sắc mặt Ngọc Tiểu Long trầm xuống, nói tôi vất vả lắm mới câu được Vladimir ra ngoài, không nghĩ tới lại để cho người khác nhặt được tiện nghi như vậy. Không cần nói tôi cũng biết, người này hơn phân nửa chính là Sở Vô Đạo. Hừ, trong lòng cô tất nhiên là có chút bất mãn, dù sao kéo được Vladimir ra ngoài là kế hoạch do một tay cô lập lên. Hơn nữa cô cũng đã giao thủ với Vladimir rồi, biết rõ ràng tường tận chính mình tiêu hao thể lực của đối phương không ít. Nếu nói vậy thì kẻ tới sau thu thập anh ta cũng dễ dàng thêm một ít. Nhưng bên Phó Lão vẫn quy công lao này lên trên người tiểu thư ngài, dù sao thì người cũng là do tiểu thư dụ ra, hơn nữa ngài cũng khiến anh ta bị tiêu hao thể lực. Long Á Nam cẩn thận nói. Cái gì, công lao, tôi không cần, cái này đối với tôi mà nói chính là sỉ nhục. Mày kiếm Ngọc Tiểu Long dựng lên, thất bại lúc này đối với cô mà nói là không thể chịu đựng được. Long Á Nam không dám nói thêm câu nào, sắc mặt Ngọc Tiểu Long tái nhợt ngẩng đầu lên nhìn lên không trung. Tôi sẽ khiến bản thân mình càng tốt hơn, càng mạnh hơn. Cô âm thầm hạ quyết tâm, thất bại hôm nay để cho cô phải nghĩ lại rất nhiều điều. So với bên Ngọc Tiểu Long mà nói thì Tề Đẳng Nhàn bên này nhẹ nhàng hơn rất nhiều, mở cửa siêu xe đưa mỹ nhân về Vân Đỉnh Thiên Cung. Tuy rằng đã từng trải qua một lần nhưng lần thứ hai này Tề Đẳng Nhàn ngược lại miệng khô lưỡi khô, không biết nên bắt đầu từ đâu, sau khi mang người về nhà thì chân tay lại có chút luống cuống. Thời gian cũng không còn sớm nữa,
nếu không thì, chúng ta nghỉ ngơi. Tề Đẳng Nhàn nhì nhồ Lý Vân Uyển hỏi thử. Ha ha ha, hôm nay anh giao thủ với người ta khả năng là mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi thật tốt đi. Lý Vân Uyển khoa trương cười ha hả, cảm thấy chơi mới vui làm sao. Vậy đi nghỉ ngơi, Tề Đẳng Nhàn thẹn thùng cười nói. Lý Vân Uyển gật gật đầu, trực tiếp bước chân đi về phía căn phòng mà lúc trước mình từng ở. Tề Đẳng Nhàn có chút há hốc mồm, nói, ơ kìa, từ từ. Lý Vân Uyển quay người, trợn trắng mắt hỏi, không phải muốn nghỉ ngơi sao? Anh có chuyện gì sao? Sắc mặt Tề Đẳng Nhàn bị nghẹn tới mức đỏ bừng, căn bản không nhấc nổi chút dũng khí ngày đó mạnh mẽ mang Lý Vân Uyển từ quán ba về nhà, không biết nên mở miệng từ đâu. Sao anh không nói lời nào? Có chuyện gì sao? Lý Vân Uyển biết rõ mà còn cố hỏi, nếu anh không nói thì em cũng cần phải nghỉ ngơi nữa, vậy nha. Tề Đẳng Nhàn đỏ mặt, ho khan hai tiếng nói, cái đó, chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi. Lý Vân Uyển nhíu mày nói, anh nói gì vậy? Sao mà như mũi kêu thế, có thể nói rõ ràng một chút được không? Tề Đẳng Nhàn hơi bực bội, không biết móc từ đâu ra một cái chìa khóa tra vào ổ khóa, xoay vài vòng khóa trái cửa phòng lại. Hôm nay ngoại trừ gian phòng kia của tôi, các phòng khác toàn bộ đều sẽ không mở cửa. Tề Đẳng Nhàn nổi giận đùng đùng nói. Vậy anh ngủ ngoài sofa còn em ngủ trong đó nhé, anh nhất định là quân tử mà, đúng không? Lý Vân Uyển cười tủm tỉm hỏi. Tề Đẳng Nhàn bị cô ta đùa giỡn tới mức lửa tình và lửa giận tạch 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 hằn lên trán, không nói hai lời đột nhiên xông lên một bước, sau đó khỉ ngồi xổm nửa ngồi xổm xuống, hai tay mở ra. Dùng kỹ xảo ôm quăng ngã ôm chặt eo thon của Lý Vân Uyển, nhấc bổng cô ta lên, trực tiếp vác người lên trên vai. Lão tử mới không phải là quân tử gì sất, hôm nay lão tử phải làm cầm thú. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy thư thái giống to một tiếng, khiêng Lý Vân Uyển tiến vào phòng ngủ. Lý Vân Uyển kinh thanh hô to, thời điểm bị hắn ném lên trên nệm mới kêu, anh cũng là cảm thấy cơm trắng thơm ngon trước mặt không muốn ăn, một hai phải ăn cơm tủ có đúng không? Tề Đẳng Nhàn sửng sốt, Lý Vân Uyển nhân cơ hội này đảo khách thành chủ, duỗi tay lôi kéo cổ áo của hắn ép hắn xuống dưới. Anh cũng đáng yêu thật, Lý Vân Uyển không nhịn được bật cười. Một lát nữa sẽ cho em thấy tôi hung mãnh như thế nào. Tề Đẳng Nhàn hừ lạnh một tiếng. Anh nói nhiều quá, em nói cho anh biết, loại chuyện như này lần sau không cần nói cũng biết, đã hiểu chưa? Lý Vân Uyển nhẹ nhàng chọc chọc cái trán của hắn một chút, sau đó nhắm hai mắt lại. Tề Đẳng Nhàn đột nhiên suy nghĩ sáng suốt, nếu người cũng đã mang về nhà rồi thì còn cần phải nghĩ nên mở miệng như thế nào sao? Ngôn ngữ cơ thể thắng tất cả. Tề Đẳng Nhàn như cũ cảm thấy đêm nay thật mỹ mãn, không hề giống lần trước vì phải lần mò tìm đường mà gấp đến mức mồ hôi đầy đầu, phản ứng cũng thong dong hơn rất nhiều. Hôm sau lúc bị đồng hồ báo thức kêu thì Tề Đẳng Nhàn mới tỉnh lại, thế mà thắt lưng còn cảm thấy hơi mỏi. Hiện tại mình rời giường thế mà còn phải dùng tới đồng hồ báo thức. Hơn nữa, mình còn chưa luyện công. Xong rồi, nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì sớm hay muộn quyền pháp cũng sẽ suy yếu, thân thể bị đào rỗng, người phụ nữ này ảnh hưởng quá mức tới tốc độ rút đao của mình rồi. Vén chăn lên một lúc rồi, khóe miệng Tề Đẳng Nhàn giật giật hai cái. Cũng không phải là không luyện cái gì cả. Một chiêu thiết nghiêu cầy ruộng này cũng là lợi dụng khớp xương đánh vào hạ bộ của đối phương, thật ra mình cũng đã luyện rồi. Mình tuyệt đối không phải là lười biếng hay trầm mê gì cả, mà là vì luyện công. Đúng, thời gian vẫn còn sớm, ôn tập một chút. Chờ khi Tề Đẳng Nhàn ôn tập đầy đủ xong rồi, Lý Vân Uyển mới giơ chân ra khỏi chăn đạp hắn một cái, có chút hụ oán nói, đồ điên. Tề Đẳng Nhàn ngại ngùng cười cười, duỗi tay ôm cổ Lý Vân Uyển. Hung hăng hôn một cái ở trên mặt cô ta, em thật đẹp. Lý Vân Uyển đang u oán đột nhiên lại thẹn thùng, mặt đỏ hồng mắng, biết ngay là anh không có ý tốt gì mà, đồ đàn ông xấu. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy duyên phận thật là kỳ diệu, rõ ràng là kết hôn với Kiều Thu Mộng nhưng lại cố tình phát triển tới một bước này với khuê mật Lý Vân Uyển của cô ta, hơn nữa bản thân mình còn càng thêm thích người phụ nữ này hơn. Lý Vân Uyển cũng đồng dạng cảm thấy duyên phận kỳ diệu. Ngay từ đầu cô ta vốn dĩ rất khinh thường Tề Đẳng Nhàn, thậm chí còn nghĩ muốn giúp Kiều Thu Mộng đuổi Tề Đẳng Nhàn đi, kết quả lại thành bản thân mình cậy góc tường của Kiều Thu Mộng. Không phải, dùng cách nói của cô ta thì hẳn phải là cô ta nhặt được của hời mới đúng. Nghĩ tới chuyện cái tên Tề Đẳng Nhàn này chưa từng nói qua bất kỳ lời âu yếm nào với mình, cũng chưa từng tặng hoa tươi hay quà cáp gì cả,
chính mình cứ mơ mơ hồ hồ để cho hắn ngủ, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút u oán. Cô ta cũng có hơi kinh ngạc, không hiểu vì sao bản thân mình lại đi thích một người đàn ông không hiểu phong tình như vậy, thật là kỳ quái mà. Hôm nay tôi phải tới bên Hoàng gia một chuyến, Hoàng Văn Đào cũng đầu tư tiền vào bên Từ Ngạo Tuyết, tôi đến khuyên nhủ ông ta. Tề Đẳng Nhàn nói, anh ân cần với Hoàng gia như vậy sợ là vì cái cô Hoàng tình ca kia đúng không? Lý Vân Uyển cảnh giác hỏi, sao có thể, tôi với cô ta không có quan hệ gì cả, ngày thường càng là không có liên lạc gì hết. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, Lý Vân Uyển cười lạnh vươn tay phải ra, nắm lại thành nắm đấm nói, em muốn có tất cả. Tề Đẳng Nhàn hơi lúng túng, biết vậy đã chẳng nói như thế, hiện giờ lại trở thành nhược điểm để Lý Vân Uyển bắt chẹt hắn. Đi vào công ty, Tề Đẳng Nhàn để Dương Quan Quan sửa sang lại một số văn kiện rồi tới Hoàng gia cùng với hắn. Đồ háo sắc. Dương Quan Quan thừa dịp Tề Đẳng Nhàn xoay người thì làm mặt quỷ với bóng lưng của Tề Đẳng Nhàn, trong lòng thầm mắng. Những làn đạn mà ngày hôm qua Tề Đẳng Nhàn phát kia cô ta vẫn còn nhớ rõ rành mạch đấy. Thiên Phương Dạ Đàm. Ý chỉ chuyện nghìn lẻ một đêm, mơ mộng hão huyền. Có biết hôm nay tôi dẫn cô tới Hoàng gia là vì chuyện gì không? Tề Đẳng Nhàn liếc mắt nhìn Dương Quan Quan một cái, sau đó nhàn nhạt hỏi. Không biết. Dương Quan Quan lắc đầu. Tề Đẳng Nhàn lập tức nói, cô và Dương gia như hai bên nước lửa, mà bản thân cô lại không hề có bối cảnh gì sau lưng, tôi đây lại là sếp thì cũng nên giới thiệu cho cô làm quen với vài nhân vật lớn một chút. Trong lòng Dương Quan Quan ấm áp hẳn lên, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn còn rất biết quan tâm mình thì cười nói, cảm ơn, nếu anh có thể để tôi làm quen với tổng giám đốc thần bí kia thì càng không thể tốt hơn. Dương Quan Quan hưng phấn tới mức gật đầu liên tục. Tổng giám đốc thần bí chính là người của đại gia tộc ở đế đô, bối cảnh cực lớn, chỉ cần có thể lọt được vào mắt xanh của anh ta thì bản thân mình còn cần phải sợ hãi Dương ra sao. Người cô muốn gặp thật ra cũng chưa chắc có thể như trong tưởng tượng của cô được. Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy bộ dạng này của cô ta thì dội xuống một gáo nước lạnh. Vậy cũng khẳng định mạnh hơn cái đồ háo sắc nhà anh nhiều. Dương Quan Quan buột miệng nói. Cô nói gì cơ, Tề Đẳng Nhàn giận dữ giơ nắm tay lên. Tôi sai rồi mà, Dương Quan Quan lập tức biết nói lời phải xin lỗi. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh, thái độ về sau với cô ta càng phải ác liệt hơn mới được, nếu không nhất định sẽ hết mũi lên trời, không để người sếp này là hắn vào mắt. Hai người rất nhanh đã tới Hoàng gia, mấy người Hoàng Văn Đào, Hoàng Văn Lãng, Hoàng Kỳ Bân và Hoàng Tình Ca đều ở nhà, sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn thì đều tươi cười ra mặt. Tề Đẳng Nhàn giới thiệu Dương Quan Quan cho hai bên làm quen một chút rồi ngồi xuống sofa trong phòng khách. Tề Đại Sư, không gian phát triển gần đây của Tiên Lai Capital không ít đâu. Nhưng mà thời gian này có hơi nhạy cảm, làm việc cần phải chú ý một chút. Hoàng Văn Đào cười nói. Ồ, không biết là cần phải chú ý những gì. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được hiếu kỳ nói. Hoàng Văn Đào lập tức nói, cần phải tránh xa tập đoàn Hướng Thị ra một chút. Nếu không lúc đó bị liên lụy tới thì rắc rối lắm. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, nói Tiên Lai Capital này vốn là do tập đoàn Hướng Thị bỏ vốn thành lập, để chúng tôi tránh xa tập đoàn Hướng Thị lúc này ít nhiều vẫn có chút không ổn lắm, còn quá đáng hơn cả Bạch Nhãn Lang. Hoàng Văn Đào bình tĩnh nói, hai tập đoàn lớn Từ Thị và Hổ Môn Cường Cường liên hợp với nhau, hơn nữa dẫn theo rất nhiều các công ty khác mấy hôm nay đều đang thử thăm dò ra tay. Theo tôi thấy thì không lâu nữa bọn họ sẽ toàn diện tấn công tập đoàn Hướng Thị, cắt đứt các đường thiên mạch của tập đoàn Hướng Thị. Nếu cậu vẫn như cũ quá gần gũi với tập đoàn Hướng Thị như vậy thì sẽ rước phải phiền toái rất lớn, đến lúc đó nói không chừng cũng phải phá sản đóng cửa. Hoàng Văn Lãng ở một bên khẽ gật đầu nói, tuy rằng tập đoàn Hướng Thị là xí nghiệp địa phương của chúng ta nhưng tập đoàn Hổ Môn cũng đồng dạng như vậy, tập đoàn Từ Thị tuy rằng là người ngoài nhưng bọn họ có bối cảnh đế đô chống lưng. Cho nên trận này bọn họ thần tiên đánh nhau, ngay cả tỉnh trưởng cũng đã nói. Ít nhất là ở trên chính sách ngoài mặt thì không giúp đỡ bên nào cả. Tập đoàn Hướng Thị dưới tình huống như vậy mà muốn đạt được thắng lợi là việc gần như không có khả năng. Thậm chí việc bọn họ muốn bảo toàn bản thân cũng đã là một chuyện cực kỳ khó khăn. Dương Quan Quan cũng cảm thấy đúng là như vậy, cứ cho là Tổng Giám Đốc Thần Bí thật sự quyết định liên hợp với Hướng Đông Tinh chống lại tập đoàn Từ Thị đi nữa thì chỉ sợ cũng không thể ngăn được thế công như vậy. Cô ta cho rằng Tề Đẳng Nhàn lần này nhất định là chạy trắng, tập đoàn Hướng Thị sụp đổ là chuyện ván đã đóng thuyền,
hiện tại mọi người đều đang nghĩ nên chia cái bánh to này như thế nào, ai có thể nguyện ý từ bỏ đây? Người duy nhất trong tập đoàn Từ Thị từ bỏ chỉ có một mình Triệu Hắc Long, thậm chí mọi người còn cười nhạo anh ta, cảm thấy anh ta đúng là có tiền cũng không biết kiếm. Tề Đẳng Nhàn nhấp một ngụm nước trà, không nhịn được nở nụ cười nói, Hoàng đại tiên sinh, thị trưởng Hoàng, đây chỉ là ý tưởng chủ quan và phiến diện của các người mà thôi. Hoàng Văn Đào hỏi, ồ, nguyện nghe kỹ càng. Lần này tôi tới đây thật ra là muốn khuyên Hoàng đại tiên sinh rút vốn đầu tư vào liên minh kinh tế Từ Thị về, cắt đứt lui lại. Bởi vì một khi trận chiến thương nghiệp này đấu tranh lên thì tổn thất không phải chỉ tính bằng mấy trăm triệu là có thể ngừng, mà là động một cái liên quan tới mấy chục tỷ. Hơn nữa, tôi khẳng định rằng chỉ cần tập đoàn Hướng Thị không ra chỉ thị gì quá mức ngu xuẩn thì tập đoàn Từ Thị căn bản sẽ không có cơ hội. Mà tập đoàn Hướng Thị có vợ chồng Smith tọa chấn, khả năng phạm phải sai lầm không lớn. Trận chiến tranh thương nghiệp này, liên minh kinh tế Từ Thị nhất định sẽ thất bại. Tề Đẳng Nhàn chậm rãi nói. Hoàng Văn Đào ha ha cười, nói, Tề đại sư cậu nói đùa gì vậy? Liên minh kinh tế Từ Thị gom góp được tài chính mấy trăm triệu, thậm chí ngay cả nữ chiến thần của quốc gia chúng ta là Ngọc Tiểu Long cũng sẽ hậu thuẫn giúp Từ Ngạo Tuyết, tập đoàn Hướng Thị dựa vào cái gì mà thắng đây? Hoàng Văn Lãng cũng cảm thấy Tề Đẳng Nhàn nói chuyện có chút không biết tự lượng sức mình, dù nhìn thế nào đi nữa thì tập đoàn Hướng Thị cũng không có nổi một phần thắng. Ngọc Tiểu Long rút chục tỷ từ tài chính của Ngọc Gia ở Đế Đô là tín hiệu rõ ràng nhất. Trợ lý Tổng Dương Quan Quan là người một nhà với Tề Đẳng Nhàn mà cũng cảm thấy Tề Đẳng Nhàn nói không đáng tin chút nào, cái này không thể thuyết phục được cô ta chứ nói gì là Hoàng Văn Đào. Bởi vì tập đoàn Hướng Thị có tôi ở đây nên sẽ không thể nào thua. Tề Đẳng Nhàn chậm rãi nói. Hoàng Văn Đào và Hoàng Văn Lãng liếc nhau một cái, đều không nhịn được cười phá lên. Hoàng Kỳ Bân và Hoàng Tình Ca ngồi ở một bên cũng cực kỳ xấu hổ, cảm thấy câu nói này của Tề Đẳng Nhàn quá trớn rồi, cũng không sợ gió lớn lật nhà. Tề đại sư, tôi biết năng lực của cậu không tầm thường, nhưng nếu muốn tham gia vào trận đại chiến thương nghiệp này thì bấy nhiêu đó vẫn có chút không đủ. Trừ phi cái vị tổng giám đốc thần bí mà Hướng Đông Tinh vẫn luôn lăng xê kia tự mình đứng ra, hơn nữa cũng có đủ bối cảnh và tài chính để chống lại Ngọc Tiểu Long. Nếu không thì trong trận đại chiến giữa tập đoàn Hướng Thị kia sẽ thật sự không có nổi một phần thắng. Hoàng Văn Đào cười xong lại cảm thấy như vậy quá thất lễ nên thu liếm tươi cười lại, nghiêm túc phân tích cho Tề Đẳng Nhàn nghe. Thân thủ và y thuật của Tề Đẳng Nhàn bọn họ đều đã được chứng kiến qua, nhưng bọn họ cũng không cho rằng mấy cái đó của hắn thì có tác dụng gì trong trận đại chiến thương nghiệp này. Chiến tranh thương nghiệp đấu tranh chính là trình độ bối cảnh tài nguyên và thực lực tư bản. Tề Đẳng Nhàn so với hai cái trên căn bản là không có liên quan gì với nhau cả. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, Hoàng đại tiên sinh, lần này tôi tới đây là để khuyên bảo ông, chứ không phải là muốn giảm bớt áp lực thay cho tập đoàn Hướng Thị. Cũng bởi vì quan hệ giữa chúng ta không tệ, cũng giúp đỡ nhau rất nhiều, tôi xem mọi người như bạn bè nên mới tới đây khuyên nhủ. Tập đoàn Hướng Thị ẩn giấu một thứ khổng lồ mà các người không thể tưởng tượng nổi. Nếu ông vẫn khăng khăng tham dự đầu tư vào liên minh kinh tế Từ Thị thì đến lúc đó nhất định sẽ thiệt thòi lớn, bao nhiêu tiền đổ vào cũng sẽ như ném tiền xuống biển, chẳng qua chỉ càng lãng phí mà thôi. Hoàng Văn Đào vỗ vỗ bả vai Tề Đẳng Nhàn, nói, tôi biết Tề đại sư cậu là người trọng tình trọng nghĩa, nhưng ý tốt này tôi xin ghi nhận. Hoàng Mỗ tung hoành biển thương nghiệp vài chục năm, chút điểm phán đoán này vẫn phải có. Tề đại sư cậu không cần nói thêm gì nữa. Hôm nay chúng ta không nói chuyện làm ăn, nói chút chuyện khác đi. Hoàng Văn Lãng cũng cười nói, đúng vậy, nói chuyện khác đi. À, đúng rồi, tôi còn có chút chuyện cần phải làm, đi trước, mọi người từ nói chuyện. Nói xong lời này, Hoàng Văn Lãng rời đi. Hoàng Văn Đào ở lại một lát, sau khi cùng nhau dùng cơm trưa xong thì cũng phất tay cáo từ. Hiển nhiên là anh em hai người không quá để mấy lời này của Tề Đẳng Nhàn ở trong lòng. Nếu không phải quan hệ vẫn rành rành ra đó thì nói không chừng nhất định sẽ chào phúng vài câu, dù sao chuyện này cũng quá thiên phương dạ đàm rồi. Trên dưới trong nước, có ai làm ăn buôn bán hay chính trị sẽ cảm thấy tập đoàn Hướng thì có thể bình yên vô sự trong lúc này chứ? Tề Tổng, lúc trước tôi đã nói như nào? Anh muốn khuyên bảo Hoàng Đại Tiên Sinh thu hồi vốn đầu tư căn bản chính là việc không có khả năng, anh còn không tin. Hiện giờ anh đã tin chưa? Dương Quan Quan liếc mắt nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái, có chút vui sướng khi người gặp họa thấp giọng nói.
Tề Đẳng Nhàn xoay tay lại búng một cái trên trán của cô ta, đau tới mức Dương Quan Quan phải hô lên, che cái trán ngã ngồi xuống ứa nước mắt. Có phải cô thèm đòn đúng không? Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng hỏi. Dương Quan Quan ủy khuất không dám hé răng nói nữa, rõ ràng chính mình nói rất đúng mà. Hoàng Kỳ Bân cười cười với Tề Đẳng Nhàn, Tề Đại Sư, ý tốt của cậu chúng tôi đều rõ, nhưng việc theo như lời cậu nói khả năng phát sinh không lớn. Tề Đẳng Nhàn liếc mắt nhìn Hoàng Kỳ Bân một cái, nói, lão Hoàng, tôi cũng đã nói tới mức này rồi, các người tin hay không thì tùy. Đến lúc đó mất một đống tiền cũng đừng trách tôi chưa từng nhắc nhở qua. Hoàng Kỳ Bân nghĩ đến chuyện Hoàng Văn Đào cũng đã từng không tin tưởng vào Tề Đẳng Nhàn, kết quả cuối cùng chính là bị vả mặt. Tề Đẳng Nhàn nói chắc chắn như vậy khiến Hoàng Kỳ Bân trong lúc nhất thời do dự, hỏi, bên trong tập đoàn Hướng Thị thật sự khủng bố như vậy sao? Có thể lật đổ được cả liên minh kinh tế Từ Thị. Không phải căn cơ của tập đoàn Hướng Thị khủng bố, mà là do tôi khủng bố. Tề Đẳng Nhàn không chút khách khí khoe khoang. Dương Quan Quan nghe vậy thì muốn cười, có chỗ nào khoa trương như vậy chứ? Cô ta tức khắc có một biểu tình như bị một tên chó tư bản cười nhạo. Hoàng Kỳ Bân vốn dĩ đã tin hơn nửa, nhưng nhìn thấy biểu tình của Dương Quan Quan thì lại cảm thấy lời này không đáng giá tin cậy như vậy lắm. Tề Đẳng Nhàn, tôi tin tưởng cậu, chờ chút nữa tôi sẽ tâm sự lại với ba tôi và bác cả, tận lực khuyên bảo bọn họ. Hoàng Tình Ca nói. Được, vất vả cho cô rồi. Tề Đẳng Nhàn cười cười nói. Hắn làm được một bước này có thể nói là đã tận tình tận nghĩa rồi, nếu như Hoàng Văn Đào vẫn không nghe, tương lai có tổn thất to lớn gì thì cũng không trách hắn được. Chờ đến khi Hoàng Tình Ca đứng dậy đi pha ấm trà mới, Hoàng Kỳ Bân mới làm mặt quỷ duỗi tay chọc chọc Tề Đẳng Nhàn. Làm sao vậy? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Hắc, người anh em, có một hội sở mới có thêm mấy người của Kiệt Bành Quốc tới, nghe nói trưởng thành so với mấy minh tinh trên màn ảnh rộng còn xinh đẹp hơn, làn da trắng tới mức có thể véo ra được cả nước. Hoàng Kỳ Bân thần thần bí bí nói. Như vậy có phải là khoa trương quá rồi hay không? Tề Đẳng Nhàn nghe thấy vậy thì ngẩn người. Đêm nay có cần người anh em này mang cậu tới mở mang kiến thức một chút hay không? Hoàng Kỳ Bân cười hỏi. Tề Đẳng Nhàn gật đầu đáp ứng, được, nhưng kiến thức gì gì đó thì không phải, tôi chẳng qua là vì tình hữu nghị giữa các nước mà thôi, muốn tới chỉ điểm một chút về thủ pháp massage cho các cô. Hoàng Kỳ Bân giơ ngón tay cái lên nói, cao kiến. Dương Quan Quan ở một bên nghe thấy mấy lời này thì giận sôi máu, đàn ông đúng là đều là một lũ háo sắc, không có ý tốt. Cái gì mà chỉ điểm thủ pháp massage cho người ta, rõ ràng chính là có sắc tâm. Cứ nhất thiết phải nói đến trong sáng như vậy sao? Đồ háo sắc, tên háo sắc, nếu anh mà dám đi thì tôi chúc anh sớm ngày nhiễm phải HIV. Trong lòng Dương Quan Quan mắng Tề Đẳng Nhàn. Cô ta cũng không biết vì sao khi bản thân mình nghe thấy chuyện thế này, hơn nữa còn nhìn thấy bộ dáng của Tề Đẳng Nhàn biểu hiện rằng rất có hứng thú thì trong lòng lại tức giận như vậy. Tề Đẳng Nhàn không lưu lại ở Hoàng gia lâu lắm, không bao lâu sau đã dẫn Dương Quan Quan rời đi. Sau khi người đi rồi, Hoàng Kỳ Bân liếc mắt nhìn Hoàng Tình Ca một cái, nói, em gái, em tin tưởng hắn thật sao? Sao anh cảm thấy chuyện này có chút không đáng tin đâu? Hoàng Tình Ca thở dài, lắc đầu nói, thật ra em cũng không tin hắn, vì dù sao liên minh giữa những tập đoàn Từ Thị đó, dưới áp lực như núi Thái Sơn đè đầu kia thì sao tập đoàn Hướng Thị có thể đánh thắng được đây? Hoàng Kỳ Bân gật gật đầu nói, đúng thế, nên bác cả và ba mới không tin tưởng như vậy. Em nói như vậy chỉ là muốn giữ thể diện cho hắn thôi, dù sao hắn cũng đã cất công chạy tới Hoàng gia một chuyến nói chuyện này cho chúng ta, nếu mọi người đều thể hiện ra vẻ không tin chuyện này khó tránh khỏi có hơi mất mặt. Hoàng Tình Ca nói. Đúng vậy, Hoàng Kỳ Bân gật gật đầu, em có chú ý tới biểu tình của trợ lý của hắn không, hiển nhiên cũng là cảm thấy hắn đang nói mê sảng. Sau khi Tề Đẳng Nhàn và Dương Quan Quan rời khỏi Hoàng gia thì sắc trời bên ngoài có chút âm trầm. Gió cũng lớn, nhìn thì có vẻ là trời muốn mưa. Hoàng gia bên này hơn phân nửa là sẽ bất động, Hoàng Văn Đào rút vốn khá nhiều, khoảng chừng 2 tỷ, chắc là định sau khi thu về sẽ được nhiều hơn. Dương Quan Quan nói, nếu không động thì cứ không động đi, càng cho Hướng Đông Tinh thêm nhiều tiền chứ sao. Tề Đẳng Nhàn nhún vai nói, lời nên nói hắn đều đã nói, nếu 2 tỷ kia của Hoàng Văn Đào bị Hướng Đông Tinh nuốt sạch sẽ thì cũng chẳng trách được ai cả. Dương Quan Quan cười khổ nói, thật không thể hiểu nổi anh lấy đâu ra tự tin lớn như vậy,
dựa vào việc tổng giám đốc thần bí kia hiện thân trấn áp sao? Tề Đẳng Nhàn cười ha hả, lắc lắc đầu không nói gì. Dương Quan Quan thấy hắn không muốn nhiều lời nên cũng không hỏi nữa, đột nhiên cảm giác thấy trên mặt chợt lạnh, hóa ra là một giọt nước mưa rơi xuống khuôn mặt của mình. Sau khi một giọt nước bị gió thổi vào mặt, đi thêm vài bước thì trời tựa như muốn nổi bão, gió cũng rít gào, mưa to tầm tã trực tiếp xả xuống dưới. Cũng may đằng trước có một cửa hàng bán báo đã đóng cửa tiệm, hai người Tề Đẳng Nhàn và Dương Quan Quan vội vàng chạy tới tránh ở dưới mái hiên. Trên người Dương Quan Quan bị nước mưa xối ướt gần như một nửa, áo sơ mi trắng ướt đẫm kề sát với da thịt trên người, càng phác họa rõ nét đường cong câu hồn đoạt phách của cô ta. Mẹ kiếp, trời nói mưa là mưa, một chút dự đoán cũng không có. Tề Đẳng Nhàn mắng. Mưa to thật nha, Dương Quan Quan nâng mi mắt nói. Trời mưa rất to, hạt mưa rơi xuống đất tạo thành bọt nước rồi lại vẩy lên, không bao lâu sau đã làm ướt tất chân của cô ta. Hai người cứ như vậy bị nhốt chung ở dưới mái hiên nhỏ hẹp, bên ngoài mây đen từng tầng, ánh sáng cũng trở nên tối tăm không ít. Đôi mắt của Tề Đẳng Nhàn không tự chủ được liếc qua ngực của Dương Quan Quan, nhìn tới mức tròng mắt suýt chút nữa cũng rơi cả ra ngoài, chiếc áo sơ mi vốn đã bị Dương Quan Quan ép tới mức căng chặt ra bị nước mưa thấm ướt càng thêm trong suốt không ít, sự vật bên trong lập tức có một loại cảm giác như ẩn như hiện. Mắt anh nhìn chỗ nào thế hả? Dương Quan Quan bừng tỉnh. Vội vàng duỗi tay che ngực lại. Tôi thấy mưa, lo lắng cô bị cảm, ảnh hưởng tới việc vận hành công việc ở công ty. Tề Đẳng Nhàn lời lẽ chính đáng nói, bộ dáng cau mày giống như thật sự có việc như vậy. Đừng tưởng rằng tôi không biết anh đang nghĩ gì trong đầu. Dương Quan Quan khinh thường hừ lạnh một tiếng, xoay người sang chỗ khác. Tề Đẳng Nhàn buông tay không trả lời lại, nhưng trời mưa bên ngoài lại càng lớn hơn lúc nãy, mưa to rào rào. Bọt nước bùm bụp đập xuống mặt đất khiến ông quần hắn đều ướt đẫm. Xui xẻo thật, nhưng cũng may có người ở bên cạnh. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn thậm chí có chút vui sướng khi người gặp họa nghĩ, ý nghĩ này có hơi giống với mấy chữ tìm vui trong khổ. Đột nhiên gió lớn nổi lên, số lượng nước mưa lớn bị gió thổi từ mặt bên táp vào phía dưới tiệm nhỏ bán báo, trên người Dương Quan Quan lại bị nước mưa xối thêm một đợt. Cô ta vội vàng lùi về sau. Chẳng bao lâu đã lùi tới bên cạnh Tề Đẳng Nhàn, vì không muốn bị nước mưa xối ướt nên chỉ có thể ai oán tới bên cạnh hắn. Bên ngoài là mùi đất ẩm ướt, bên trong là hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ người Dương Quan Quan khiến cho Tề Đẳng Nhàn trong lúc nhất thời cảm thấy cực kỳ dễ ngửi. Dương Quan Quan cũng cảm thấy bản thân dựa gần Tề Đẳng Nhàn như vậy có hơi thân mật quá mức nhưng lại không có cách nào khác, tiệm bán báo cũng chỉ lớn như vậy, mà gió lại to như thế, tiến lên phía trước một bước nhất định sẽ bị mưa xối ướt. Cô ta chỉ có thể tận lực vừa nghiêng mình né tránh, vừa giữ khoảng cách với Tề Đẳng Nhàn, tránh phát sinh việc tiếp xúc tay chân. Trận mưa này cũng to quá rồi, không biết khi nào mới tạnh, thật đúng là quá xui xẻo mà. Dương Quan Quan thở dài nói. Ha ha, Tề Đẳng Nhàn lại chỉ cười nhạt một tiếng, cảm thấy bị nhốt ở đây cũng chưa chắc không phải là diễm phúc. Dương Quan Quan đột nhiên có chút cảm xúc bi thương nói, không nghĩ tới nhân sinh của tôi lại kém như vậy. Ngay cả ông trời cũng bắt nạt tôi. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, bớt lại mấy cái bi xuân thương thu đa sầu đa cảm đó đi, tác giả của nhân sinh vĩnh viễn luôn là chính mình, muốn viết thành dạng gì thì cũng phải xem bản thân mình. Dương Quan Quan nhấp môi nói, anh không hiểu được cái cảm giác người ở dưới mái hiên này đâu, bất luận là ngẩng đầu lên hay cúi đầu xuống đều sẽ bị người ta bắt nạt, bị người ta xem thường. Tề Đẳng Nhàn nói, đúng thật là tôi không hiểu lắm. Bởi vì đại đa số người đều phải nhìn ánh mắt của tôi thì mới có thể sống tốt hơn được một chút. Dương Quan Quan liếc mắt nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái, nói anh nói đúng, tôi vẫn đang nỗ lực liều mạng, đáng tiếc là chênh lệch quá lớn. Cô ta ôm lấy hai tay của mình, gió to thổi tới khiến thân thể bị mưa xối ướt của cô ta run lên bần bật. IQ của Tề Đẳng Nhàn cũng không phải là không nên cởi áo khoác của mình ra khoác lên vai của Dương Quan Quan. Dương Quan Quan được bọc trong áo khoác của người đàn ông, bên trong vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Tề Đẳng Nhàn khiến cho cô ta cảm giác được có chút ấm áp, càng ấm áp hơn là ở trong lòng. Từ nhỏ tới lớn tôi đều bị người Dương gia bắt nạt, đặc biệt là Dương Phỉ Phỉ, không biết đã bị cô ta đánh đập bao nhiêu lần. Thậm chí vì để mỗi lần không bị đánh, tôi không thể không ở trước mặt cô ta khom lưng uốn gối. Có mấy lần ở bên ngoài bị người ta nhìn thấy, bọn họ cũng tiến lên khuyên nhủ.
chỉ là sau khi biết được thân phận của Dương Phỉ Phỉ thì bọn họ đều coi như chuyện này chưa từng xảy ra, trực tiếp tránh xa ra. Hơn nữa, tôi sau những lúc đó càng bị bắt nạt thảm hại hơn. Dương Quan Quan nhìn mưa to ngoài kia, màn mưa đã khiến cả thế giới trở nên mông lung mơ mộng, cách ly tiệm bán báo nhỏ này với thành thị ngoài kia. Hoàn cảnh độc đáo như vậy khiến cô ta có một loại cảm giác mở rộng lòng nói ra hết thảy, cho nên đều mang những chuyện mà mình gặp phải cùng với ủy khuất nhất nhất kể hết ra cho Tề Đảng Nhàn nghe. Mẹ không thể chịu nổi khuất nhục như vậy nên cuối cùng bỏ tôi lại, một mình rời khỏi Dương gia, cho tới nay vẫn không rõ tung tích. Dương Quan Quan thở dài. Ngày trôi qua của tôi ở Dương gia vì vậy càng thêm khổ sở tới nỗi bản thân cũng không có cách nào chịu đựng nổi nữa nên mới tới Trung Hải học tập. Vì để tránh né Dương gia mà thậm chí tôi còn nghĩ tới chuyện sang Mỹ lưu học. Bề ngoài nhìn tôi mạnh mẽ hung dữ, nhưng trên thực tế thì gan của tôi lại rất rất nhỏ. Làm như vậy chẳng qua cũng chỉ vì che giấu yếu ớt của bản thân mình mà thôi. Dương Quan Quan nói đến đây thì nước mắt cũng rơi xuống. Cuộc sống sinh hoạt thê thảm 20 năm khiến cô ta khổ không thể tả, tra tấn nội tâm cô ta tới mức vỡ nát. Tề Đảng Nhàn gật gật đầu, nói, lúc cô mới vừa về nước đúng thật là một bộ dáng mỹ nhân kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng trên thực tế chính là một người nhát gan. Dương Quan Quan nghe thấy lời này thì giận dữ nói, anh có thể nói được một câu tiếng người hay không vậy? Có người nào chào phúng người khác như anh không? Nói dễ nghe một chút thì sẽ chết sao? Tề Đảng Nhàn cười ha ha nói, trên thực tế chính là như vậy mà, cô đối với tôi luôn là mặt nặng mày nhẹ, nhưng với người của Dương gia thì sao? Vâng vâng dạ dạ còn chưa tính, quả thực chính là khom lưng uốn gối. Nước mắt của Dương Quan Quan lạch cạch rơi xuống dưới. Tề Đảng Nhàn thấy ngay cả trợ lý Dương cũng bị mình làm cho khóc thì vội vàng nói, tôi nói đùa thôi, cô đừng tưởng thật mà. Dương Quan Quan lau nước mắt nói, tôi chỉ là tức giận bản thân không biết cố gắng. Không có liên quan gì với anh cả. Ngược lại không phải tôi giận anh, thậm chí còn rất cảm kích anh, rất ngưỡng mộ anh. Anh là người đầu tiên ở thời điểm tôi bị Dương Phỉ Phỉ bắt nạt đã đứng ra giúp đỡ tôi, hơn nữa còn chưa từng lùi bước. Điểm này trong tất cả những người tôi đã gặp qua trong đời chưa từng có ai làm được. Tề Đảng Nhàn ngẩn người, không nghĩ tới cái nhìn của Dương Quan Quan với mình lại là cái dạng này, thật đúng là ngoài dự đoán. Nhưng mà anh cũng thật là đáng ghét mà, không biết lựa lời. Dương Quan Quan lại nói thêm một câu. Ha ha, vẫn còn tốt chán. Tề Đảng Nhàn nhún vai nói. Cho dù là Lý Vân Uyển thì vẫn có lúc không thể nào chịu nổi đôi lúc hắn thốt ra mấy lời tiện miệng, khó tránh khỏi sẽ bị hắn làm cho tức giận nổi trận lôi đình, nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, một vị Phật ra đời, hai vị Phật qua đời ý nói đến sự sống và cái chết. Lúc này màn mưa bên ngoài càng thêm dày đặc, hạt mưa trở nên nặng hạt hơn, bên tai tràn ngập thanh âm bùm bụp hạt mưa va chạm với mặt đất và mái hiên. Gió cũng lớn hơn nữa khiến Dương Quan Quan chỉ còn cách nhích lại gần Tề Đảng Nhàn, thân thể của hai người gần như dính chặt vào nhau. Dương Quan Quan chỉ đành buông cánh tay trái xuống đỡ ở giữa hai người, cảm thấy có chút xấu hổ, khoảng cách này quá gần gũi rồi. Anh đừng để bị dính mưa, hôm đó anh bị chém một đao hiện giờ khẳng định vẫn chưa tốt lên đâu. Gặp mưa cẩn thận nhiễm phải cảm lạnh. Dương Quan Quan nhẹ giọng nhắc nhở. Cô ta phát hiện Tề Đảng Nhàn vẫn rất quân tử lùi về sau một chút, dẫn tới mưa đều táp hết vào vai hắn, nhuộm ướt đẫm áo sơ mi. Tề Đảng Nhàn cười cười, còn chưa kịp nói chuyện đã bị Dương Quan Quan duỗi tay kéo hắn một cái, để hắn càng dựa vào gần hơn một chút. Tề Đảng Nhàn chỉ cảm thấy mùi nước mưa tanh tưởi trong mũi biến mất mà thay vào đó toàn là mùi hương dầu gội và nước hoa của Dương Quan Quan. Kích thích tới mức hormone của hắn tăng trưởng, máu cũng sôi sục. A, à, đột nhiên mắt Dương Quan Quan đang nhìn vào trong màn mưa trừng to, môi đỏ cũng hơi hé mở, hai người đều khoa trương cảm thấy trong nội tâm lúc này đều là một mảnh kinh ngạc và sợ hãi. Bởi vì, cô ta cảm giác được có thứ gì đó không được che đậy chọc vào bụng nhỏ của mình. Đồng thời cánh tay đang chắn ở trước ngực Tề Đảng Nhàn của mình cũng cảm nhận được cơ ngực cường tráng kia. Cảm giác từ cánh tay truyền tới khiến khuôn mặt nhỏ của cô ta hơi đỏ lên, tim đập thình thịch. Ông trời cũng đưa tới trợ công vào lúc này, một trận gió to thổi tới khiến hạt mưa rơi xuống gáy của Dương Quan Quan làm cô ta bị lạnh, theo bản năng buông cánh tay xuống bước lên nửa bước. Nháy mắt này thân thể hai người càng dính sát vào nhau hơn, Tề Đảng Nhàn chỉ cảm thấy chỗ mềm mại đàn hồi kia đang đấu tranh với cơ ngực kiên cố của mình, quả thực còn khó đẩy hơn quả tạ 100 kg.
ánh mắt hai người va chạm với nhau sinh ra một tia lửa nóng. Giờ phút này Dương Quan Quan lui không thể lui, mà Tề Đẳng Nhàn trước nay đều không biết thoái nhượng là có ý gì. Dương Quan Quan cắn chặt răng, muốn lui về sau, mưa rơi thì mưa rơi đi. Đừng nhúc nhích, Tề Đẳng Nhàn quát. Tất nhiên là Dương Quan Quan sẽ không nghe. Tề Đẳng Nhàn giơ bàn tay lên, hung dữ nói, cô còn dám động tôi lập tức làm cô. Dương Quan Quan lập tức bị dọa, miệng nhỏ bẹp ra, cảm giác được trên vai bị hạt mưa rơi xuống, ớn lạnh thấm vào người. Tiếp theo, cô ta cảm giác được mông của mình bị hai bàn tay to của Tề Đẳng Nhàn bao trùm, hung hăng véo một cái, cả người lập tức không tự chủ được dựa vào trong lồng ngực của Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn như chẳng có gì xảy ra một tay ôm bả vai của trợ lý Dương, một tay ấn xuống mông của cô ta, nhàn nhạt nói, trận mưa này quá lớn nhưng cũng đừng để bị cảm, trước cứ tạm thời trốn như vậy đã. Sắc mặt của trợ lý Dương đỏ bừng, cắn chặt răng thầm nghĩ, nếu không phải anh đang chọc súng vào người tôi thì suýt chút nữa tôi cũng tin rồi. Mưa to như chút nước. Màn mưa này hoàn toàn cách ly hai người đang trú dưới mái hiên tiệm bán báo với thế giới ngoài kia. Dương Quan Quan bị nhốt ở trong lòng Tề Đẳng Nhàn tránh mưa, ngoại trừ lúc đầu ngượng ngùng khó an tâm ra, thế nhưng về sau cũng ngoài ý muốn có loại cảm giác an toàn chưa từng có ở trong lòng. Chỉ là khẩu súng đang chọc vào người kia thật sự khiến cô ta rất khó chịu, khiến lòng cô ta sợ hãi sinh ra ý nghĩ muốn chạy vào trong mưa để trốn tránh ôm ấp này. Mưa lớn thật đó. Dương Quan Quan chỉ có thể quay đầu nhìn mưa to bên ngoài, lặp lại câu này để hóa giải tình huống xấu hổ. Đúng vậy. Mưa quá lớn, tiếp theo mưa còn lớn hơn chút nữa cũng được. Tề Đẳng Nhàn chậm rãi đáp. Dương Quan Quan nghe được lời này thì kinh ngạc tới mức mở to mắt, tên đàn ông xấu này, đồ háo sắc, vẫn còn nghĩ đến chuyện muốn chiếm tiện nghi của tôi đúng không? Cô ta chỉ cảm thấy hô hấp mà Tề Đẳng Nhàn phả vào tai mình càng ngày càng nóng khiến thân thể của cô ta cũng khô nóng theo, nước mưa làm ướt da thịt cô ta nhưng cô ta lại có cảm giác rằng cơ thể mình như sắp tuôn mưa từ trong ra ngoài. Cuối cùng mưa cũng nhỏ lại, nhưng Dương Quan Quan vẫn ngây ngốc đứng bên cạnh Tề Đẳng Nhàn như cũ, để hắn ôm ở trong ngực. Chờ đến khi sau cơn mưa trời lại sáng, cô ta mới như vừa tỉnh mộng dậy, vội vàng lùi về sau nói, tạnh mưa rồi. Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây nặng như chỉ chiếu xuống, trong không khí tràn ngập hương vị hơi nước. Đi thôi, Tề Đẳng Nhàn vừa lòng cười cười, sau đó dẫn đầu đi ra khỏi tiệm bán báo. Dương Quan Quan đi theo phía sau hắn. Lúc đã đi được mấy mét thì lại không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng cố tình sinh ra vài phần cảm giác khó có thể miêu tả được. Mình bị trúng độc rồi sao? Dương Quan Quan thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ hai cái vào gò má của mình. Tề Đẳng Nhàn nhíu mày nói, trên người bị mưa xối cho ướt đẫm hết rồi, đi thuê một phòng tắm rửa hong khô lại một chút đi. Dương Quan Quan lập tức bị dọa, cái gì? Thuê phòng? Không đợi cô ta kịp phản ứng. Tề Đẳng Nhàn trực tiếp kéo tay cô ta đi vào khách sạn gần nhất, sau đó thuê một phòng. Trong đầu Dương Quan Quan đang loạn lên cào cào, bị hắn mang vào trong phòng khách sạn. Nhưng cũng may là Tề Đẳng Nhàn không cầm thú quá mức như vậy, chỉ là thành thật thuê một phòng để tắm rửa. Tâm Dương Quan Quan thả lỏng ra, sau khi tắm rửa sạch sẽ thì gắt gao ôm chặt áo choàng tắm trên người, để phòng Tề Đẳng Nhàn như phòng sói. Cũng may Tề Đẳng Nhàn không hề làm chuyện gì khác người. Rất an phận thủ thường, chỉ là đôi mắt kia vẫn luôn không ngừng đảo lộn khắp nơi, nhìn một cái cũng chẳng sao. Uống tạm một ly cà phê nóng đi, đừng để bị cảm. Tề Đẳng Nhàn cầm hai ly cà phê nóng, đưa một ly cho Dương Quan Quan. Dương Quan Quan rất cảnh giác, một tay giữ chặt cổ áo choàng tắm của mình che giấu chỗ kiêu ngạo đến kín kẽ, một tay bưng cà phê lên uống một ngụm. Tề Đẳng Nhàn tức giận, ôm chặt như vậy để làm gì, tín nhiệm đơn giản giữa người với người đâu. Vì thế lại giơ tay lên búng vào trán của cô ta một cái, nói cô đã quên ngày hôm đó chúng chiêu như thế nào rồi hả? Dương Quan Quan hoảng sợ, chưa hoàn hồn nói, đó là bởi vì tôi tin tưởng anh mà. Không phải lúc trước cô cũng rất tin tưởng Tôn Học Văn đấy thôi. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh nói. Ách, Dương Quan Quan bị những lời này của hắn làm cho không còn lời nào để nói, vậy tôi nên làm gì bây giờ? Tề Đẳng Nhàn nói, hiện giờ cô nên hỏi tôi xem ly cà phê này có bỏ đường hay không, hoặc là lấy cớ không cho sữa mà đổi ly với tôi để uống. Dương Quan Quan như suy tư gì đó gật gật đầu, cũng biết rằng đây là Tề Đẳng Nhàn đang truyền cho cô ta một ít kinh nghiệm để đối phó với mấy mánh khóe của người xấu,
dù sao thì không thể không có tâm phòng người, học thêm một chút cũng tốt. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy bản thân hẳn nên để cho Hướng Đông Tinh mượn nhà thêm một lần để mở party bể bơi hay tiệc tùng gì gì đó, rồi lại gọi Dương Quan Quan tới. Nếu cô ta mà mặc áo tắm thì khẳng định rất mê người. Tề Đẳng Nhàn cũng chẳng sợ do mình nghĩ quá nhiều, rời đề tài hỏi, hiện giờ tình trạng dùng xe chung của công ty như nào? Dương Quan Quan nghĩ nghĩ rồi nói, gần đây nghiệp vụ trong công ty bắt đầu phát triển đi lên, xe để dùng có vẻ không đủ, là thời điểm suy xét mua thêm một đám xe mới. Tề Đẳng Nhàn hỏi, cô có ý kiến nào không? Dương Quan Quan nói, trước đó tôi mua một chiếc Zeta second hand hơi cũ, chuẩn bị qua thời gian này đổi một chiếc khác tốt hơn. Như này đi, cô lên giúp tôi một danh sách, chờ sau khi việc này kết thúc thì theo tôi đi xem xét lại việc dùng xe chung một lượt. Nhân tiện cũng đổi luôn cho cô một chiếc xe mới luôn, cô là một trợ lý tổng thì sao có thể lái một chiếc Zeta cũ kỹ kia cho được. Tề Đẳng Nhàn chậm rãi nói. Anh định đổi xe mới cho tôi, không phải là có ý đồ gì xấu đấy chứ. Dương Quan Quan cảnh giác lùi về sau, ôm chặt hai cánh tay của mình. Cô không cần phải dùng loại ánh mắt này nhìn tôi. Kể cả hiện giờ tôi có muốn làm gì cô đi nữa thì cô cũng chẳng phản kháng được. Chỉ là cô có tư duy như vậy ngược lại là một chuyện tốt. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Điểm này phải nhớ cho kỹ, miễn cho lại chịu thiệt. Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp. Tôi mua xe cho cô xem như là khen thưởng, dù sao cô cũng có không ít công lao sáng tạo đối với công ty. Tề Đẳng Nhàn thấy bộ dạng này của Dương Quan Quan thì cảm thấy buồn cười, bất đắc dĩ lắc đầu, lại nhắc nhở nói, còn nữa, dưới tình huống như này cô tốt nhất không nên biểu hiện cảnh giác rõ ràng như vậy, nếu không đụng phải mấy tên đàn ông có ham muốn chinh phục mạnh mẽ thì sẽ phản ngược lại, cần phải tự nhiên một chút. Dương Quan Quan gật gật đầu, tôi thấy công phu của anh rất lợi hại, một con ngựa to khỏe cũng bị anh ném văng ra. Nếu anh có rảnh thì có thể dạy tôi vài chiêu được hay không? Tề Đẳng Nhàn nói, nếu cô muốn học thì tôi nhất định sẽ dạy, nhưng cô có thể sẽ phải chịu khổ. Không lâu sau quần áo cũng đã được hong khô tốt, người phục vụ gõ cửa phòng, đưa quần áo tới. Cảm ơn, Tề Đẳng Nhàn mở cửa nhận đồ, lễ phép nói cảm ơn, sau đó để Dương Quan Quan thay quần áo tiếp tục theo mình làm việc. Đợi mặc quần áo khô vào rồi Dương Quan Quan mới có thêm cảm giác an toàn, ít nhất so với việc ở trước mặt tên này mặc áo choàng tắm thì tốt hơn rất nhiều. Ánh mắt Tề Đẳng Nhàn đảo qua trước ngực cô ta, hỏi cái cúc áo này của cô sẽ không bị bung ra đấy chứ. Hắn cảm thấy quần áo của Dương Quan Quan sau khi hong khô thì có hơi co lại, mấy cái cúc áo kia có loại cảm giác phải gánh nặng, có thể sẽ dẫm lên vết xe đổ lúc trước. Dương Quan Quan cười lạnh hai tiếng không thèm đáp lại. Hai người từ trong phòng đi ra, xuống đại sảnh trả phòng. Ha ha, đây không phải là tên cảnh ngục nhỏ Tề Đẳng Nhàn sao? Hôm nay có hứng thú như vậy sao, dẫn theo nữ trợ lý tới thuê phòng. Một đạo thanh âm lạnh nhạt từ bên cạnh truyền tới, Từ Ngạo Tuyết quần áo đẹp đẽ quý giá chậm rãi đi tới. Liên quan dám gì đến cô? Tề Đẳng Nhàn quay đầu, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Đương nhiên là không có chuyện gì liên quan đến tôi cả, tôi chỉ cảm thấy may mắn là Tiểu Long đã đá anh rồi, nếu không anh rác rưởi như vậy mà lẫn vào trong vòng của chúng tôi thì thật đúng là sỉ nhục. Từ Ngạo Tuyết cười nhạo nói. Đối mặt với Từ Ngạo Tuyết, Dương Quan Quan không dám hé răng nửa lời, bối cảnh của Từ gia so với Dương gia ở Thượng Hải còn lớn hơn. Ngọc Tiểu Long cũng đi ra ngay lúc này, nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn thì nhíu nhíu mày, lại thấy Dương Quan Quan bên cạnh Tề Đẳng Nhàn thì biểu tình trên mặt càng thêm khinh thường và chán ghét. Ngọc Tiểu Long lắc lắc đầu với Tề Đẳng Nhàn, nói tuy rằng giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa nhưng tôi vẫn muốn khuyên anh hai câu. Ngay cả Kiều Thu Mộng cũng khinh thường anh, muốn ly hôn với anh thì cũng không phải là không có nguyên nhân. Loại người như anh ngay cả bạn bè của cô ta mà cũng dám động thì nhất định sẽ xấu tới mức người khác nhìn vào cũng thấy phiền lòng. Dương Quan Quan nghẹn khuất tới mức mặt đỏ bừng, nhưng đối mặt với hai vị Phật lớn như Từ Ngạo Tuyết và Ngọc Tiểu Long thì lời giải thích cô ta cũng không nói ra được. Tôi thấy mấy người buồn cười thật đấy, cô cũng đã nói là chúng ta không còn quan hệ gì rồi. Sao còn ở đây lại nhảy cái gì? Tôi thích loại phụ nữ nào, có quan hệ tốt với loại phụ nữ nào thì cũng có liên quan cái rắm gì đến các cô đâu. Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ đầy mặt buông tay nhìn Ngọc Tiểu Long. Ngọc Tiểu Long nhẹ nhàng lắc đầu nói, tôi chỉ đang phát biểu cái nhìn của tôi đối với chuyện này của anh mà thôi,
anh có thể không nghe nhưng tôi muốn nói thì tôi nói. Từ Ngạo Tuyết cười nhạt nói với Dương Quan Quan, cô gái, cô nên nhìn cho rõ nhân phẩm hắn ra sao, đừng để bị hắn lừa. Cô là bạn tốt của Kiều Thu Mộng, hắn ngay cả cô cũng có thể xuống tay thì có thể thấy rằng hắn không phải là thứ gì tốt. Cô cũng thật là ngốc, vậy mà dám xảy ra quan hệ với loại người này. Thật không thể hiểu nổi mấy người phụ nữ các cô sao lại không hiểu được đạo lý biết quý trọng bản thân mình cơ chứ. Dương Quan Quan khuất nhục cắn chặt răng, cả giận nói, Từ Tổng, cô đã không biết rõ tình huống như nào thì không cần phải tùy tiện đánh giá người khác. Ánh mắt của Tề Đảng Nhàn đột ngột lạnh xuống, bị lời này của Từ Ngạo Tuyết chọc giận. Hắn là kiểu người lợn chết không sợ nước sôi, tùy tiện mắng ra sao cũng được, nhưng Dương Quan Quan lại không giống thế. Dương Quan Quan là người thoạt nhìn thì rất kiên cường, nhưng thực tế nội tâm lại cực kỳ yếu ớt nhát gan, hơn nữa đang trong sạch sạch lại bị người ta bôi nhọ như vậy, vậy cô ấy phải ủy khuất bao nhiêu chứ? Về tình hay về lý thì Tề Đảng Nhàn hắn phải nên đứng ra nói chuyện giúp cô ta lúc này. Từ Ngạo Tuyết, tôi nói cho cô nghe. Tập đoàn Từ thì các người muốn an toàn trụ vững thì cô nên thành thành thật thật ở trên giường cởi hết vẫy đuôi lấy lòng lão tử. Nếu không thì một mao tiền các người cũng đừng hòng lấy được. Tôi thật sự muốn nhìn thử một chút xem lúc ấy cô có còn cái loại tâm thái từ trên cao nhìn xuống bôi nhọ trong sạch của một cô gái hay không. Ngữ khí Tề Đảng Nhàn lạnh băng nói xong những lời này, trên mặt toàn là tà khí và lạnh lẽo. Người ở xung quanh nghe thấy câu nói ấy đều ngẩn người, sau đó liếc nhau, đột nhiên cười vang lên. Người cai là ai vậy? Khẩu khí thật lớn nha. Nghe cứ như là muốn cho tập đoàn Từ thị phá sản. Ha ha ha, tập đoàn Từ thị chính là sản nghiệp của Từ gia ở đế đô, Từ gia là dạng gia tộc lớn như nào, trong lòng hắn không tự lượng sức sao. Đầu óc của người này có bệnh rồi đi, vừa rồi bị tinh trùng lên não rồi đi. Loại người này giống y như người bị liệt não nằm trên giường nói ra khỏi miệng vậy. Ngọc Tiểu Long và Từ Ngạo Tuyết nghe được cũng bật cười ha hả, là điệu cười vừa kinh thường lẫn khinh miệt. Từ Ngạo Tuyết cao ngạo miệt thị nhìn Tề Đảng Nhàn, nhàn nhạt nói, muốn tôi. Ha ha a, được đấy, tôi chỉ sợ là anh không có cơ hội này thôi. Ngọc Tiểu Long lại là cảm thấy Từ Ngạo Tuyết nói như vậy thì thô tục quá mức rồi, nhíu mày khẽ lắc đầu nhưng cũng không nói gì. Để tôi nhìn thử xem anh có bản lĩnh gì lật đổ tập đoàn Từ thị của tôi, có tư cách gì khiến tôi ở trên giường vẫy đuôi lấy lòng. Từ Ngạo Tuyết ôm hai tay cười lạnh, giữa mày chỉ có một loại thái độ cực kỳ khinh thường. Loại khinh thường này như các vị thần trên đỉnh Olympus, miệt thị nhìn phàm nhân ồn ào suy nghĩ muốn lật đổ bọn họ. Liên minh của tập đoàn Từ thị hiện tại đã gom góp được mấy trăm triệu tài chính, hắn có thể nói ra loại lời nói như này rõ ràng là không có đầu óc. Lật đổ tập đoàn Từ thị, có lôi người giàu số một Hoa Quốc ra đây thì chỉ sợ người ta cũng không dám nói ra loại lời nói như này đâu. Nếu như hắn có thể lật đổ được tập đoàn Từ thị thì đừng nói vẫy đuôi lấy lòng. Để lão tử làm chó trông cửa nhà cho hắn cũng không thành vấn đề. Mọi người cũng sôi nổi bật cười, cảm thấy lời Tề Đảng Nhàn nói quả thực chính là chuyện thiên phương dạ đàm, căn bản không có khả năng thực hiện được, thậm chí ngay cả mơ cũng không thể, chỉ có thể nói là vọng tưởng không thiết thực. Dương Quan Quan nghe thấy lời này của Tề Đảng Nhàn thì trong lòng hơi chua xót, càng nhiều hơn nữa là cảm động. Tề Đảng Nhàn hẳn cũng biết rõ chuyện này là việc không có khả năng làm được nhưng vì thanh danh của cô ta mà hắn có thể đứng ra, nói được lời nói không biết tự lượng sức mình như vậy. Cuộc đời 20 năm qua của cô ta chưa bao giờ có người vì cô ta mà có đủ dũng khí làm được tới như vậy. Đại thánh gia, nếu như Lăng Tiêu này một đi không trở lại nữa thì sao? Vậy thì cứ một đi không quay đầu lại. Trong đầu Dương Quan Quan không khỏi hiện lên hai câu lời thoại. Mà thân ảnh của Tề Đảng Nhàn ở trong mắt của cô ta cũng trở nên cao lớn hơn. Ngọc Tiểu Long bình tĩnh nói, Tề Đảng Nhàn, có lẽ ở trong thế giới của anh, Sở Vô Đạo đã là tồn tại như trần nhà rồi đi. Nếu không phải anh là dạng ếch ngồi đáy giếng thì cũng sẽ không nói ra những lời nói buồn cười như vậy. Một tên hèn nhát Sở Vô Đạo cũng không thể nào cứu được tập đoàn Hướng Thị. Mấy lời đó của anh cũng sẽ vĩnh viễn không thực hiện được. Tề Đảng Nhàn chậm rãi đáp, cô lại không thể đoán trước được tương lai, làm sao biết là không có khả năng. Ngọc Tiểu Long lười phải nói lại. Tiểu Long, không cần phải nhiều lời với loại người ti tiện như này. Từ Ngạo Tuyết nói, nhân phẩm của hắn ti tiện như nào hả? Tôi chính là thích hắn, nguyện ý tới đây thuê phòng với hắn, có vấn đề gì không?
chuyện này có liên quan gì với mấy người không? Một bộ dáng quản trời quản đất còn muốn giới thuyết giáo tôi, thật sự là có ý tứ nha. Dương Quan Quan đột nhiên đánh gãy lời nói của Từ Ngạo Tuyết. Ánh mắt Từ Ngạo Tuyết lạnh xuống, nói cô có biết bản thân mình đang nói chuyện với ai không? Thật không hiểu nổi sao Kiều Thu Mộng lại kết giao bạn bè với loại người như cô chứ, ra vẻ đạo mạo. Mặt ngoài có quan hệ không tệ với cô ta, sau lưng lại trộn lẫn một chỗ với chồng trước của cô ta, bọn họ ly hôn cũng không thoát khỏi có quan hệ với cô đi. Dương Quan Quan trực tiếp bị lời này chọc giận nổi trận lôi đình, cái này là nồi của Lý Vân Huyền mà. Tề Đẳng Nhàn đè bả vai của Dương Quan Quan lại, không để cho cô ta tiếp tục kích động nữa. Mà Dương Quan Quan xác thật cũng có sợ hãi, dù sao thì đối mặt chính là Từ Ngạo Tuyết, cô ta không có nhiều tự tin như vậy. Không tồi, có tiến bộ, ít nhất cũng không nhát gan như trước kia nữa. Tề Đẳng Nhàn cười cười. Nói xong lời này, Tề Đẳng Nhàn ôm bả vai Dương Quan Quan xoay người hướng về phía cửa ra khách sạn, một bên vừa đi một bên đầu cũng không ngoảnh lại nói, Từ Ngạo Tuyết, cô sẽ biết là cô sai nhiều như thế nào ngay thôi. Vừa đi, Tề Đẳng Nhàn vừa nói với Dương Quan Quan ở một bên, đối phó với loại người này, cô không cần phải lãng phí nước bọt với họ. Bởi vì loại người này luôn cảm thấy bản thân mình là người thượng đẳng đứng nhất, có một loại cảm giác về sự ưu việt tự cho là đúng, cô nói cái gì cũng không có tác dụng. Nếu muốn loại người này nói chuyện thật tốt với cô thì cô nhất định phải vả xương mặt của họ, vả đến khi họ tỉnh thì thôi. Nói nghiêm khắc lại thì Dương Phỉ Phỉ và hai vị này đều là cùng một loại người. Cho nên lần sau tôi muốn cô dùng hết can đảm đi vả xương miệng Dương Phỉ Phỉ. Dương Quan Quan nghe vậy thì sửng sốt nhìn Tề Đẳng Nhàn, ngơ ngác hỏi, vả xương miệng. Trung tướng Ngọc Tiểu Long kia cũng dùng vả miệng tới đối phó sao? Đó là tất nhiên, cô ta là tướng quân, cô phải dùng súng, có thể súng của cô ta nhiều hơn cô nên cô chỉ có thể vả miệng cô ta thôi. Tề Đẳng Nhàn rất nghiêm trang nói hưu nói vượt. Dương Quan Quan khiếp sợ nói, nhưng mà người của cô ta nhiều hơn so với chúng ta, anh chỉ có hai bàn tay. Cô ta ra lệnh một tiếng là có thể gọi tới hàng ngàn hàng vạn bàn tay. Tề Đẳng Nhàn nói, ngu ngốc, cô không biết chạy trốn sao? Có thể cô không chạy nhanh bằng đạn nhưng nhất định sẽ hơn người mà. Thế mà Dương Quan Quan lại cảm thấy lời này của Tề Đẳng Nhàn cũng có chút đạo lý. Từ Ngạo Tuyết đen mặt nói, cậu không dạy dỗ hắn cách nói chuyện như nào cho đúng sao? Ngọc Tiểu Long bình tĩnh đáp, hiện thực sẽ dạy dỗ hắn mà không phải cần mình tới. Từ Ngạo Tuyết bật cười, gật đầu nói, những lời này của cậu có đạo lý, hiện thực sẽ dạy dỗ hắn, chúng ta đi so đo với loại người như này ngược lại còn hạ thấp thân phận. Chuyện hôm nay thật ra phải xin lỗi cô một câu, bởi vì tôi mà khiến cô đi theo tôi bị người ta mắng. Sau khi lên xe, Tề Đẳng Nhàn quay đầu cười cười biểu đạt xin lỗi với Dương Quan Quan. Dương Quan Quan lắc lắc đầu nói, không có gì, mấy lời đó của bọn họ căn bản là lời nói vô căn cứ. Tôi sẽ không để trong lòng. Khi nói chuyện, cô ta kéo dây an toàn xuống cài vào. Tề Đẳng Nhàn trơ mắt nhìn dây an toàn xiết qua ngực cô ta, đè xuống chiếc áo sơ mi vốn đã phải gánh nặng khiến cho nơi đó càng căng chặt hơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn niệm một câu, quay đầu khởi động xe. Điểm dừng chân tiếp theo của hai người này đúng là tập đoàn Vương Thị. Đương nhiên là cũng có thể nói trong điện thoại nhưng Tề Đẳng Nhàn muốn ngồi xuống nói chuyện thật tốt với Lão Vương một phen, nên muốn đến tận nơi tâm sự tỉ mỉ kỹ càng. Trước mắt thì tập đoàn Hướng Thị có 500 vạn tỷ do Gusinski chủ bị rồi, về sau sẽ không cần phải phát sầu vì vấn đề tài chính nữa. Mà hướng Đông Tinh bên này càng là xoa tay hầm hè chờ đợi dùng dao mổ trâu giết gà dọa khỉ. Trước mắt thì Liên minh Kinh tế Từ Thị đang áp chế tập đoàn Hướng Thị khiến bên ngoài đều nhất trí cho rằng tập đoàn Hướng Thị đã không còn khả năng xoay chuyển nào nữa, dù sao cũng đã trôi qua lâu như vậy rồi mà tập đoàn Hướng Thị vẫn chưa tổ chức hay phát động phản kích gì. Ngược lại là hướng Đông Tinh thấy như vậy càng thêm vui mừng, càng là như vậy thì càng có thể khiến đối thủ mất cảnh giác, càng có thể khiến đối thủ đổ thêm càng nhiều tiền vào, đến lúc đó càng tiện cho mình một phát ăn sạch luôn. Người con gái có thể ôm theo hũ cho cốt của cha mẹ tới hội đồng quản trị tranh quyền thì trên phương diện đối đãi với địch nhân cũng sẽ không hề có cái gì gọi là nương tay. Rất nhanh, Tề Đẳng Nhàn đã lái xe xuống gara ngầm của tập đoàn Vương Thị. Tiên sinh, tôi có thể giúp gì được cho ngài hay không? Lễ Tân nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn và Dương Quan Quan thì cười nhẹ hỏi. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi muốn tìm Vương Vạn Kim,
văn phòng của ông ta ở đâu, cô dẫn tôi lên một chút. Lễ Tân ngẩn người hỏi, xin hỏi tiên sinh, tên của ngài là? Tề Đảng Nhàn báo tên của mình, Lễ Tân tìm đọc một chút, xác nhận là có người này thật thì lập tức chuẩn bị dẫn người lên lầu. Từ đã. Ngay lúc này có một đạo thanh âm truyền tới, là một người đàn ông trẻ tuổi mặc tây trang hàng hiệu, chính là con trai Vương Đông của Vương Vạn Kim. Vương Thiếu, Lễ Tân nhìn thấy Vương Đông thì vội vàng khom lưng chào hỏi. Vương Đông cười lạnh nhìn về phía hai người Tề Đảng Nhàn và Dương Quan Quan, hai người các người tới tập đoàn Vương Thị của chúng tôi làm gì? Tề Đảng Nhàn bình tĩnh nói, tôi tới tìm ba anh, có liên quan gì đến tên con trai như anh hả? Ánh mắt Vương Đông lạnh xuống, tôi chính là thiếu gia của tập đoàn Vương Thị, ba tôi hiện đang chủ trì cuộc họp hội đồng quản trị, không rảnh tiếp đãi mấy người, có chuyện gì cứ nói với tôi là được. Nói với anh cũng xứng, Tề Đảng Nhàn chậm rãi hỏi. Mắt thấy hai người sắp sửa xảy ra tranh chấp thì trợ lý của Vương Vạn Kim không biết từ nơi nào xông tới. Tề tiên sinh, Vương Tổng bảo tôi xuống mời ngài lên. Trợ lý lỗ cười nói. Thiếu gia, Vương Tổng cũng bảo ngài đi lên một chuyến luôn. Vương Đông gật gật đầu, vạn phần khó chịu đối với Tề Đảng Nhàn. Bởi vì đoạn ân oán lần trước giữa Dương Phỉ Phỉ và Dương Quan Quan xảy ra ở trung tâm thương mại Phi Mã, cuối cùng kết thúc bằng việc anh ta bị vả xương mặt. Sau đó trung tâm thương mại còn bị ba anh ta chuyển nhượng cho Tề Đảng Nhàn. Tuy rằng cuối cùng Tề Đảng Nhàn không nhận cái trung tâm thương mại này nhưng sông núi cuối cùng vẫn kết oán. Mấy người đi thành một hàng vào thang máy lên tầng, vừa ra khỏi thang máy đã thấy Vương Vạn Kim đang đứng đợi ở cửa. Nhị đương gia, thật xin lỗi cậu, vừa rồi tôi đang bận chủ trì hội nghị nên không thể kịp thời nghênh đón cậu, còn xin ngài ngàn vạn lần đừng để ở trong lòng. Vương Vạn Kim vừa thấy Tề Đảng Nhàn đã lập tức đi lên đón, vươn tay bắt tay với hắn. Khách sáo rồi, Tề Đảng Nhàn nhàn nhạt đáp. Dương Quan Quan đứng một bên xem có chút kinh ngạc, rốt cuộc thì Tề Đảng Nhàn này có bối cảnh như nào vậy, đáng giá để nhà giàu số một Trung Hải Vương Vạn Kim này tiếp đãi như vậy. Cô ta phát hiện bản thân mình càng ngày càng không nhìn thấu được cái tên Tề Đảng Nhàn này. Vương Đông cũng vô cùng kinh ngạc, anh ta đã điều tra qua rồi. Tề Đảng Nhàn chẳng qua chỉ là một tên cảnh ngục nhỏ tới từ xó xỉnh nào đó mà thôi, lại còn rất không có tiền đồ mà ở rể trong kiều gia một đoạn thời gian, hiện tại càng là loại người có thể mặc kệ người khác tùy tiện đạp. Một kẻ bất lực như vậy dựa vào cái gì có thể khiến ba anh ta coi trọng như vậy? Hắn có năng lực gì cơ chứ? Sau khi đi vào văn phòng của Vương Vạn Kim rồi, trợ lý lỗ vội vàng pha trà nóng. Nhị đương gia. Lần này ngài tự mình tới công ty tìm tôi là có việc gì sao? Vương Vạn Kim cười ha hả hỏi. Ông ta có hơi lo lắng không biết có phải là hắn bí mật tới đòi nợ hay không, dù sao thì cũng là do lần trước con trai của mình đắc tội với người ta. Gần đây ông ta cũng đã cưỡng chế ép Vương Đông tránh xa người của Dương gia ở Thượng Hải, chỉ sợ lại làm ra chuyện gì khiến Tề Đảng Nhàn không vui nữa thì bản thân mình khó có biện pháp bỏ qua được. Tề Đảng Nhàn bình tĩnh nói, tôi nghe nói lão Vương ông tham gia vào liên minh kinh tế từ thị do Từ Ngạo Tuyết thành lập nên mới tới đây một chuyến. Vương Vạn Kim hoảng sợ nói, nhị đương gia, tôi biết cậu đang làm việc cho tập đoàn Hướng Thị nhưng tôi tuyệt đối không hề có suy nghĩ muốn đối nghịch với cậu. Tôi ở đây chỉ muốn kiếm tiền mà thôi, dù sao thì mấy tòa cao ốc như vậy thêm hay thiếu một cái thì tôi cũng có nhiều lắm rồi. Tề Đảng Nhàn lại lắc đầu nói, không phải tôi tới tìm ông tính sổ. Mà là tới để ngăn cản ông làm ra việc gây tổn thất và kiếm tiền. Vương Vạn Kim nghe thấy lời này mới hoàn toàn thở nhẹ ra một hơi, hóa ra là không phải tới tìm mình tính sổ, vậy là tốt rồi. Lúc trước Vương Vạn Kim bị hãm hại phải vào tù, Tề Đảng Nhàn đã chiếu cố chăm sóc ông ta rất nhiều, cuối cùng có thể lật lại án oan ra tù cũng là dựa hết vào Tề Đảng Nhàn. Ông ta đối với Tề Đảng Nhàn vừa có ý kính trọng, nhưng cũng lại vừa sợ hãi. Tính sổ. Cậu cũng xứng sao? Trong lòng Vương Đông cười nhạo một tiếng, nhưng không bày trò ở trước mặt ba mình thể hiện ra ngoài. Dương Quan Quan lại nghĩ, rõ ràng là hắn biết tập đoàn Hướng Thị rất khó có thể tiến vào cục diện hòa nhau nhưng vẫn luôn bôn ba hành tẩu vì tập đoàn Hướng Thị, giảm bớt áp lực cho tập đoàn Hướng Thị, thật sự là một người có tình nghĩa. Nghĩ đến đây bản thân cô ta chợt hoảng sợ, sau lại bổ sung một câu, nhưng thế thì thế nào, cũng chẳng thể thay đổi bản chất hắn là một tên háo sắc được. Ở trong phòng Livestream của mình nói ra những lời nói cợt nhả như vậy, tôi đều ghi hết vào trong sổ nhớ kỹ rồi.
Tề Đẳng Nhàn vẫn chưa biết bản thân mình đã bị Dương Quan Quan phát hiện ra nên trong lúc phát làn đạn thì không tránh khỏi nói mấy lời cợt nhả, này đó đều khiến Dương Quan Quan nhớ kỹ tất cả. Nguyện nghe kỹ càng, Vương Vạn Kim nói, đánh gãy suy nghĩ của Dương Quan Quan. Tề Đẳng Nhàn duỗi tay gõ gõ xuống mặt bàn, nói, ông rút toàn bộ số vốn đã đầu tư vào Liên minh Kinh tế Từ Thị về đi. Vương Đông nghe thấy lời này thì trực tiếp đứng ngồi không yên, quát cậu đang nói đùa cái gì vậy? Hiện tại gần như mọi người đều đang nghĩ nên chia cắt cái bánh lớn tập đoàn Hướng Thị với Từ Thị như nào, vậy mà cậu bảo chúng tôi rút vốn về. Đến lúc đó chỉ sợ một hớp canh cũng đừng mong được chia. Còn nói cái gì mà giúp chúng tôi kiếm tiền? Cậu có biết hay không hiện tại có bao nhiêu người muốn mang theo tiền gia nhập vào Liên minh Kinh tế Từ Thị cũng không có biện pháp gia nhập. Vương Vạn Kim trực tiếp vẫy vẫy tay với Vương Đông, nói A Đông, đừng ngắt lời, chờ nhị đương ra nói xong rồi hắn nói. Sắc mặt Vương Đông đỏ lên, có chút nan kham, có chút khó chịu nhưng chung quy lại vẫn không tiếp tục nói nữa. Ngay cả trợ lý Lỗ ở một bên cũng khẽ lắc đầu, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn nói quá không có đạo lý, đây chính là thời cơ tốt chia cắt bánh kem, nếu thật sự rút vốn thì không phải là đùa giỡn sao. Tâm Dương Quan Quan thở dài, Tề Đẳng Nhàn muốn khuyên bảo người khác rút vốn khỏi Liên minh Kinh tế Từ Thị, giảm bớt áp lực cho tập đoàn Hướng Thị thật đúng là không dễ dàng gì. Sau khi ông hết tiền vốn về rồi thì toàn bộ đầu tư vào tập đoàn Hướng Thị đi. Một câu kế tiếp của Tề Đẳng Nhàn càng khiến mọi người cảm thấy trời long đất lở. Trợ lý Lỗ và Vương Đông càng là dùng ánh mắt nhìn tên ngốc mà nhìn hắn, cảm thấy phàm là người bình thường có chút đầu óc biết suy nghĩ cũng sẽ không nói ra mấy lời ngu xuẩn như vậy được. Vương Vạn Kim lại có chút im lặng, hơi nhíu mày nói, nhị đương gia, thứ cho tôi nói thẳng, tập đoàn Hướng Thị hiện giờ căn bản là không có sức lực xoay chuyển đâu. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, nhìn thoáng qua Vương Vạn Kim hỏi, có phải ông đã quên cái tên Gusinski ở trong ngục giam chỗ chúng ta rồi hay không? Tề. Vương Vạn Kim nghe thấy câu nói đó thì mạnh mẽ hít một hơi khí lạnh, vô cùng khiếp sợ nhìn Tề Đẳng Nhàn. Thế mà Tề Đẳng Nhàn có thể khiến cái tên Gusinski vắt cổ chảy ra nước kia chịu bỏ vốn. Hơn nữa ông ta còn biết rõ nếu tập đoàn Hướng Thị muốn xoay chuyển tình thế thì vài chục tỷ tiền vốn không thể nào giải quyết được vấn đề. Ít nhất cũng phải hơn 100 tỷ mới có khả năng. Được, tôi lập tức rút vốn từ Liên minh Kinh tế Từ Thị về, lập tức đầu tư tất cả tiền trong tay vào tập đoàn Hướng Thị. Vương Vạn Kim nhanh chóng ra quyết định cuối cùng. Lời này vừa ra khiến trợ lý Lỗ cảm thấy có phải do mình bị ngốc rồi hay không, ngay cả Vương Đông cũng cảm thấy trong tai kêu ù ù. Ba, có phải ba bị mất trí rồi hay không? Vương Đông khiếp sợ nhìn Vương Vạn Kim lớn tiếng chất vấn. Ông chủ, ngài nên suy nghĩ kỹ lại, trợ lý Lỗ cũng nơm nớp lo sợ nói, e sợ rằng Vương Vạn Kim đang không bình tĩnh. Dương Quan Quan cũng vô cùng chấn động nhìn Vương Vạn Kim, thế mà Tề Đẳng Nhàn có thể dùng dăm ba câu nói đã thuyết phục được Vương Vạn Kim đầu tư vào tập đoàn Hướng Thị rồi. Đứng về phe đối lập với tập đoàn Từ Thị. Hiện giờ người có mắt đều biết rõ rằng thà cầm tiền đi mua vé số cũng tuyệt đối không đầu tư vào tập đoàn Hướng Thị. Tề Đẳng Nhàn vừa lòng gật đầu. Vương Vạn Kim so với Hoàng Văn Đào còn quyết đoán hơn nhiều, đương nhiên trong đó cũng có một phần nguyên nhân là Vương Vạn Kim đã từng ngồi xổm trong nhà tù U Đô 2-3 năm. Vương Vạn Kim lạnh lùng quét mắt về phía con trai Vương Đông và trợ lý Lỗ, nhàn nhạt đáp tất nhiên là tôi không bị mất trí gì cả, ngược lại còn rất bình tĩnh. Mấy người phải nên cảm ơn nhị đương gia đã cho tập đoàn Vương Thị chúng ta cơ hội này. Để chúng ta không tạo thành tổn thất. Thậm chí trong tương lai còn có thể kiếm về một núi tiền. Vương Vạn Kim nói khiến Vương Đông và trợ lý Lỗ đều cảm thấy đây là chuyện nghìn lẻ một đêm, thậm chí ngay cả Dương Quan Quan cũng cho rằng cái này rất không thực tế. Cô ta cảm thấy Tề Đẳng Nhàn dựa vào quan hệ có thể khiến người ta rút vốn đầu tư đã là đỉnh lắm rồi, sao còn có thể nghĩ đến chuyện khuyên người ta quay đầu đập tiền vào tập đoàn Hướng Thị đã có thể coi là một đầm nước lặng đâu. Vương Đông vội vàng kêu, con không đồng ý. Tập đoàn Từ Thị có tiềm lực vô cùng, hơn nữa tập đoàn Hướng Thị càng là mặt trời sắp lặn, tùy thời đều có khả năng bị chia cắt, vì sao lại muốn làm như vậy vào lúc này? Vương Vạn Kim lạnh lùng nói, công ty do một tay ba sáng lập nên, ba muốn làm như thế nào còn chưa tới lượt con phản đối. Con chỉ là con trai ta, còn muốn dạy lão tử biết phải nên làm việc như nào nữa sao? Vương Đông suy sụp ngồi xuống, vô cùng hận thù nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn. Nếu không phải Tề Đẳng Nhàn tới đây mê hoặc lòng người thì sao ba của mình có thể ra một quyết định hoang đường như vậy được?
tôi lập tức gọi điện cho Từ Ngạo Tuyết giải thích một chút rồi rút vốn đầu tư. Vương Vạn Kim gật gật đầu với Tề Đẳng Nhàn, mỉm cười nói. Được rồi, Tề Đẳng Nhàn cười cười, Dương Dương tự đắc bưng nước trà lên uống một ngụm. Vương Vạn Kim lại răn dậy Vương Đông đang kích động hai câu rồi mới gọi điện thoại cho Từ Ngạo Tuyết, bên kia tiếp điện thoại rất nhanh chóng. Vương Tổng, ngài khỏe không, có chuyện gì sao? Thanh âm Từ Ngạo Tuyết từ phía bên kia truyền tới. Dương Quan Quan nghe thấy thanh âm này thì cảm thấy sao nó không còn cao ngạo thanh lãnh như vậy nữa mà ngược lại còn mang theo chút ôn hòa khách khí. Quả nhiên là chỉ khi có thân phận và địa vị xã hội đủ cao thì mới có thể khiến loại người này không dùng mắt chó tới xem người. Tề Đẳng Nhàn nói không sai, đối phó với loại người này thì nên vả cho họ sưng mặt lên mới đúng. Vương Vạn Kim cười cười, Từ Tổng, thật ngại quá, quấy rầy cô rồi. Ở chỗ tôi có chút việc muốn nói qua với cô một chút. Từ Ngạo Tuyết đáp, Vương Tổng khách sáo rồi, ngài đầu tư vào liên minh chúng tôi 3 tỷ, có chuyện gì cứ nói thẳng là được. Vương Vạn Kim quyết đoán nói, là như thế này, sau khi về tôi có suy xét lại một chút, chuẩn bị rút vốn đầu tư, gần đây công việc vận hành của tập đoàn Vương Thị gặp phải một số vấn đề, không có cách nào đầu tư vào bên ngoài nữa. Từ Ngạo Tuyết nghe thấy câu nói đấy thì hung hăng sửng sốt một chút. Cô ta vốn tưởng rằng Vương Vạn Kim gọi tới là muốn nói chuyện chia cắt tập đoàn Hướng Thị với cô ta, không nghĩ tới lời ra khỏi miệng lại là rút vốn. Từ Ngạo Tuyết im lặng một lát, Vương Tổng ra quyết định này là do quyết sách của chúng tôi khiến ngài không hài lòng sao? Vương Vạn Kim nói, cũng không phải vậy, Từ Tổng, đây chỉ là lý do cá nhân của tập đoàn Vương Thị chúng tôi thôi. Từ Ngạo Tuyết đáp, Vương Tổng có cần suy nghĩ kỹ lại một chút nữa không? Nếu rút số vốn đầu tư này về thì muốn đầu nhập lần nữa cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Vương Đông ngồi một bên gấp tới mức vò đầu bứt tai nói, ba, ngài suy xét lại một chút đi. Vương Vạn Kim lạnh lùng nhìn anh ta một cái, sau đó nói, không cần đâu, tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Từ Ngạo Tuyết lại đáp, vậy thật đúng là đáng tiếc. Tề Đẳng Nhàn vươn tay với Vương Vạn Kim, ý tứ là đưa điện thoại cho hắn. Cái này, Vương Vạn Kim ngẩn người. Nhưng vẫn đưa điện thoại tới trong tay Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn vừa mở miệng đã cười nhẹ nói, Từ Tổng, ngạc nhiên không? Bất ngờ không? Từ Ngạo Tuyết nghe thấy thanh âm quen thuộc thì ngẩn ra, hô hấp trở nên dồn dập tức giận quát, Tề Đẳng Nhàn, là do anh đang giở trò quỷ. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói, cái gì gọi là tôi giở trò quỷ? Các người nơi nơi kêu gọi đầu tư thị là buôn bán làm ăn, còn tôi tới bảo Lão Vương rút vốn đầu tư lại thành tôi giở trò quỷ. Có người tiêu chuẩn ghép như vậy sao? Từ Ngạo Tuyết lạnh giọng nói, họ Tề kia, việc hôm nay tôi nhớ kỹ. Nhưng chịu tổn thất sẽ không phải tôi mà chính là Vương Vạn Kim. Đến lúc đó tập đoàn Hướng Thị ngã xuống, mọi người chia bánh kem, ông ta một phân tiền cũng không lấy được, tôi xem anh làm cách nào tiếp nhận được lửa giận của ông ta. Vai hề nhảy nhót như anh sớm hay muộn gì cũng chết trên tay người khác. Mọi người nghe thấy Tề Đẳng Nhàn trực tiếp chọc giận Từ Ngạo Tuyết khiến cô ta nổi giận trong điện thoại thì đều hai mặt nhìn nhau. Ngay cả Vương Vạn Kim cũng không nhịn được cười khổ hai tiếng, nhưng nếu ông ta rút vốn rồi đầu tư vào phía tập đoàn Hướng Thị thì không thể nghi ngờ gì chính là sẽ đắc tội với Từ Ngạo Tuyết. Tôi chết ở trên tay ai cũng không phiền cô phải nhọc lòng. Tề Đẳng Nhàn ngoài cười nhưng trong không cười nói, dù sao thì ý định của hắn chính là chọc cho Từ Ngạo Tuyết nổi trận lôi đình. Chẳng qua cô sẽ phải quỳ xuống trước mặt tôi vẫy đuôi lấy lòng, cầu xin tôi buông tha cho tập đoàn Từ Thị các người lại là chuyện ván đã đóng thuyền. Quả nhiên Từ Ngạo Tuyết bị những lời này chọc tức đến mức lửa giận ngập trời, lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng anh có thể khiến Vương Vạn Kim rút 3 tỷ vốn đầu tư là có thể đại cục thay đổi. Trận chiến tranh thương nghiệp này cũng không phải dựa vào vài tỷ là có thể nhẹ nhàng quyết định được thắng bại. Tôi sẽ cho anh biết cái gì gọi là khác nhau một trời một vực. Loại người như anh vĩnh viễn cũng chỉ có thể là vũng bùn nằm trên mặt đất lầy lội mà thôi. Nghe thấy đoạn đối thoại giữa Tề Đẳng Nhàn và Từ Ngạo Tuyết, nội tâm ba người tập đoàn Vương Thị đều chấn động không thôi. Vương Vạn Kim vẫn còn tốt, Vương Đông và trợ lý Lỗ lại sợ tới mức mặt trắng bệch ra, cái tên này rốt cuộc là ai vậy chứ, dám nói chuyện như vậy với người của Từ gia ở đế đô, có còn muốn mạng mình nữa hay không? Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, nhớ kỹ lời nói hôm nay của tôi. Cứ như vậy đi, chúng ta rất nhanh đã có thể thấy kết quả rồi. Nói xong lời này, Tề Đẳng Nhàn trực tiếp cúp điện thoại. Mà Từ Ngạo Tuyết ở bên kia lại tức giận tới mức đập vỡ điện thoại.
Sao vậy? Thấy Từ Ngạo Tuyết tức giận tới mức mặt đỏ tai hồng đập vỡ cả điện thoại thì Ngọc Tiểu Long nhíu mày trầm giọng hỏi. Từ Ngạo Tuyết vô cùng bực bội nói, Tề Đẳng Nhàn tên chó đó, dám phá hỏng chuyện của mình. Không biết hắn nói với Vương Vạn Kim như nào mà có thể khiến ông ta thu hồi 3 tỷ vốn đầu tư. Ngọc Tiểu Long nghe thấy lời này thì cũng lắp bắp kinh hãi, vậy mà Tề Đẳng Nhàn lại có năng lực đấy, có thể khiến cho nhà giàu số 1 Trung Hải đối với hắn nói gì nghe nấy. Hơn nữa hiện giờ tình cảnh của tập đoàn Hướng Thị cực kỳ xấu, sao Vương Vạn Kim có thể tin tưởng vào hắn, có tiền cũng không muốn kiếm vậy. Không hiểu vì sao cô đột nhiên nhớ tới một màn ở sân bay Trung Hải lúc đó, có lẽ người ngồi trong chiếc Rolls Royce kia thật sự là Tề Đẳng Nhàn. Chỉ 3 tỷ mà thôi, không phải vấn đề gì lớn, ông ta thu hồi vốn chính là tổn thất của ông ta. Ngọc Tiểu Long nhàn nhạt nói. Cô từ Đế Đô quay về đây, cũng kéo theo vài chục tỷ đầu tư từ Ngọc ra. 3 tỷ này đối với cô mà nói đúng thật không tính là cái gì. Từ Ngạo Tuyết lạnh lùng nói, vấn đề xác thật không lớn nhưng hắn dám động thổ trên đầu mình khiến mình cảm thấy khó chịu lắm. Ngọc Tiểu Long bình tĩnh nói, hắn có nhảy lên nhảy xuống như nào cũng vô dụng thôi, tập đoàn Hướng Thị nên ngã thì vẫn sẽ ngã. Từ Ngạo Tuyết cắn răng nói, tên Vương Bát Đản này còn ở trong điện thoại nói lại một lần nữa những lời trước đó nói với mình. Mình thật sự muốn nhìn thử xem cuối cùng là ai sẽ phải vẫy đuôi lấy lòng. Ngọc Tiểu Long không đáp lại nữa. Bên này Tề Đẳng Nhàn ném điện thoại trở về trong tay Vương Vạn Kim xong, sắc mặt Vương Đông có thể sánh ngang với màu đất, giận dữ hét, họ Tề kia, cậu có biết là vừa rồi cậu nói chuyện với ai hay không hả? Ngay cả khi cậu muốn nói vậy đi nữa thì cũng đừng có nên dùng điện thoại của ba tôi mà nói chứ. Đó là Từ Ngạo Tuyết đấy, cậu làm như vậy sẽ hại chết người đấy. Tề Đẳng Nhàn lại thản nhiên nói, lão Vương muốn quay đầu đập tiền vào tập đoàn Hướng Thị, vô luận như thế nào đi nữa cũng sẽ đắc tội với Từ Ngạo Tuyết thôi. So với chậm rãi lên men thì chi bằng để tôi tới cho nhanh. Lại nói, Từ Ngạo Tuyết thì có gì mà đáng sợ, còn không phải là chân hơi dài một chút thôi sao? Có tôi ở đây, cô ta không dậy nổi sóng gió gì đâu. Vương Vạn Kim cũng nói, được rồi, nếu đã quyết định như vậy thì không cần phải rong dài gì nữa. 3 tỷ này một chút nữa tôi sẽ đầu tư vào tập đoàn Hướng Thị. Trợ lý Lỗ và Vương Đông thấy tâm ý của Vương Vạn Kim đã quyết, hơn nữa cũng đã hoàn toàn đắc tội với Từ Ngạo Tuyết rồi, việc này thật sự không còn đường để lui nữa. Vương Đông hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, trận này không thể thua được, nếu mà thua thật thì tập đoàn Vương Thị cũng nhất định xong luôn. 3 tỷ có lẽ không thể khiến tập đoàn Vương Thị phá sản được nhưng Từ Ngạo Tuyết sẽ tiếp tục ngồi yên mà nhìn tên phản đồ Vương Vạn Kim này làm nhà giàu số 1 Trung Hải nữa sao? Dương Quan Quan cũng không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào, cô ta vốn dĩ còn cảm thấy khẳng định hôm nay nhất định sẽ không làm nên trò trống gì cả, sao có thể dự đoán được vậy mà Tề Đẳng Nhàn có thể thuyết phục được Vương Vạn Kim thật đâu? Hơn nữa còn có thể khiến Vương Vạn Kim đầu tư luôn 3 tỷ kia vào tập đoàn Hướng Thị nữa. Việc này đối với tập đoàn Hướng Thị không chỉ đơn giản nhẹ nhàng như giảm bớt áp lực mà thậm chí có thể so sánh ngang với đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi. Được rồi, không có chuyện gì nữa thì tôi về trước đây, hẹn gặp lại trong yến hội ngày mai. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói. Tốt, không gặp không về. Vương Vạn Kim đứng dậy đưa tiễn. Chờ sau khi hai người rời khỏi tập đoàn Vương Thị rồi, Vương Đông mới không cam lòng hỏi, ba dựa vào cái gì mà tin tưởng hắn như vậy? Vương Vạn Kim lại chỉ quét mắt nhìn anh ta một cái, thuận miệng nói, đến lúc đó con sẽ biết. Tề Đẳng Nhàn và Dương Quan Quan với đi không lâu, tin tức tập đoàn Vương Thị rút vốn đầu tư đập tiền vào tập đoàn Hướng Thị đã chuyển đi lan tràn khắp nơi ở Trung Hải. Vương Vạn Kim điên rồi sao? Có tiền cũng không biết kiếm, lại cầm đi ném xuống sông như ném đá chơi. Nhà giàu số 1 Trung Hải họ Vương tung hoành Trung Hải cũng vài thập niên rồi, lúc này là già cả nên mắt mở sao? Hay là không nhìn cho rõ tập đoàn Hướng Thị kia chỉ dựa vào 3 tỷ của ông ta là có thể cứu được vậy? Tôi cảm thấy chắc là Vương Vạn Kim điên thật rồi, đầu óc bị nước vào nên mới có thể ra một quyết sách như vậy. Trong lúc nhất thời tin đồn vớ vẩn bay đầy trời, mọi người đều cực kỳ kinh ngạc, cũng đang suy đoán xem hành động này của Vương Vạn Kim là có ý gì. Hoàng Văn Đào cũng biết được tin tức này, phải xác nhận rất nhiều lần mới dám chắc chắn đây là sự thật. Vương Vạn Kim này vậy mà dám rút vốn thật, hơn nữa còn quay đầu đập tiền vào tập đoàn Hướng Thị nữa. Sao lại như thế này? Hoàng Văn Đào nhíu mày, có chút khó hiểu.
Tập đoàn Từ Thị bên này gom góp được tiền vốn mấy trăm triệu rồi, hơn nữa vẫn luôn lợi dụng các loại quan hệ để chèn ép tập đoàn Hướng Thị. Đừng nói là hiện giờ tập đoàn Hướng Thị được rót vào 3 tỷ, dù là 300 triệu chỉ sợ cũng không có biện pháp nào xoay trời chuyển đất được. Hoàng Văn Đào lại nghĩ tới mấy lời trước đó mà Tề Đẳng Nhàn nói với mình, trong nội tâm nổi lên một trận bất an, chẳng có nhẽ những lời đó của Tề Đẳng Nhàn thật sự không phải chỉ là làm trò cười cho thiên hạ thì sao? Nhưng cuối cùng ông ta vẫn lắc đầu nói, chuyện này là không thể nào, tuy rằng y thuật và võ công của Tề Đẳng Nhàn hơn người nhưng muốn dựa vào mấy trăm tỷ tiền vốn để tập đoàn Hướng Thị xoay người thì căn bản là việc không có khả năng. Suy nghĩ một chút rồi ông ta cũng lười đi tiếp tục quản xem rốt cuộc là Vương Vạn Kim vì sao lại rút vốn. Lúc Dương Quan Quan ngồi ở trên xe có chút hưng phấn nói, Tề Tổng, cái người Gusinski kia anh nhắc tới là ai vậy? Vì sao mới vừa nói ra tên của người ta mà Vương Vạn Kim đã lập tức đồng ý vậy? Nói như vậy thì có phải tập đoàn Hướng Thị thật sự có thể được cứu chữa rồi không? Tề Đẳng Nhàn lại cười nhạo một tiếng nói, sao lại gọi là có thể cứu chữa? Tập đoàn Hướng Thị từ trước tới nay vẫn luôn vững vàng đứng yên tại chỗ, cô có biết nói chuyện hay không thế hả? Kuczynski là ai sao cô không tự mình lên mạng tìm hiểu thử một chút đi? Dương Quan Quan ngẩn người, cầm lấy di động tra cái tên này, sau một lúc xem thì khiếp sợ. Vậy mà là đầu sỏ lớn của Tuyết Quốc, càng là người đã từng điều hành ngân hàng trung ương của Tuyết Quốc, độc chiếm rất nhiều đài truyền hình, công ty dầu mỏ và công ty điện lực. Người ghê gớm như vậy mà lại bị nhốt ở trong nhà tù nơi anh từng làm việc. Dương Quan Quan kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, người của KGB đang lùng sục khắp nơi để tìm anh ta, muốn mạng của anh ta ở trong đó mới được an toàn. Tề Đẳng Nhàn không mặn không nhạt đáp lại. Dương Quan Quan kinh ngạc tới mức không nói được thêm lời nào. Tề Đẳng Nhàn nói, à đúng rồi, mấy cái đó đều là bí mật, tạm thời cô đừng nói cho ai biết cả. Nếu không cẩn thận tôi đánh chết cô. Dương Quan Quan sợ tới mức co đầu rụt cổ lại, nói tôi biết rồi, anh. Anh đừng dọa tôi nữa. Tề Đẳng Nhàn thấy bộ dạng nhát gan đó của Dương Quan Quan thì đắc ý một chút, đối phó với mấy cô gái nhỏ như này đúng thật là nên hung dữ một chút. Oanh! Đột nhiên chiếc xe dừng lại đột ngột, đuôi xe rõ ràng hung hăng bị đụng một nhát. Một chiếc BMW X5 trực tiếp đụng vào đuôi xe của Tề Đẳng Nhàn. Khiến Dương Quan Quan sợ tới mức phải hét lên. Chiếc BMW X5 kia mở cửa ra, một người đàn ông hùng hổ từ trên xe bước xuống. Tề Đẳng Nhàn mới vừa mở cửa xe ra đã nghe thấy đối phương hung ác giận dữ quát, con mẹ nó, có biết lái xe hay không vậy, có thể lái được xe hay không đây? Lời này nói ra khiến Tề Đẳng Nhàn không thể nào hiểu được, lão tử vốn dĩ đi đúng đường của mình, ông con mẹ nó đi lên tông phải đuôi xe của tôi còn đuổi theo hỏi tôi có biết lái xe hay không? Ừ, ông nói rất có đạo lý, tôi đúng thật là không biết cách lái xe. Tề Đẳng Nhàn mở cửa xe đi xuống, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hừ, cậu biết sai là được. Người này nghe thấy lời Tề Đẳng Nhàn nói thì ngược lại bày ra một bộ đúng lý hợp tình, cười lạnh nói. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy buồn cười, thời buổi này rồi đúng là dạng kỳ ba gì cũng có, đâm phải người ta ngược lại là có lý mà. Trên chiếc BMW X5 cũng bước xuống hai nữ sinh. Điển hình là gương mặt idol mới, trang điểm cũng theo lối hoa hòe lộng lẫy. Các cô nhìn một chút rồi cũng mắng theo người đàn ông nọ. Mắt để ở đâu vậy kìa, có thể lái được xe hay không, có hiểu lái xe là như thế nào không đây? Đúng vậy, cũng chỉ là một chiếc Passat second hand mà thôi, thấy BMW chạy tới còn không biết đường nhường lối sao. Hai idol mạng thấy Tề Đẳng Nhàn thì khịt mũi khinh thường. Cảm thấy chắc chắn là do hắn dừng xe ở phía trước chắn đường mới có thể đâm vào BMW X5. Người đàn ông cũng cực kỳ khó chịu nói, được rồi, tôi cũng không làm khó cậu nữa, xe của tôi là xe mới, các người bồi thường cho tôi 10 vạn làm phí sửa xe, sau đó quỳ xuống xin lỗi tôi là được. Dương Quan Quan nghe không nổi nữa, đẩy cửa xe bước xuống, tức giận nói, rõ ràng là do mấy người đâm phải đuôi xe của chúng tôi trước. Dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi phải bồi thường tiền sửa xe? Đánh rắm gì vậy, cũng chỉ là một chiếc Passat rẻ rách chiếm đường đi, bị chúng tôi đụng phải thì trách được ai? Đúng vậy, Passat rẻ rách không biết đường đỗ tránh sang bên cạnh, còn làm hại xe của Mã Tổng chúng tôi bị hỏng đầu xe nữa. Hai idol mạng lập tức trả lời lại một cách mỉa mai, đầy mặt khinh thường. Các người biết Mã Tổng là ai không?
người ta chính là phó tổng giám của nền tảng phát sóng trực tiếp răng nanh đấy, có tin là tùy tiện một cuộc điện thoại của người ta có thể khiến thanh danh của các người mất mặt tới tận nhà bà ngoại luôn không? Đúng vậy, còn dám chắn đường của Mã Tổng, mấy người xứng đáng bị đâm thật. Hơn nữa, mấy người biết chúng tôi là ai không? Ngôi sao mới nổi của nền tảng phát sóng trực tiếp răng nanh có người nào mà cộng đồng fan không phải mười mấy vạn? Mã Song Long nhìn thấy Dương Quan Quan bước xuống xe thì sửng sốt, sau đó hai mắt sáng lên nở nụ cười. Hai người các cô nói chuyện chú ý một chút đi, vị này chính là người chơi game trực tuyến độc lập của nền tảng phát sóng trực tiếp răng nanh của chúng ta, Dương Quan Quan. Mã Song Long vẫy vẫy tay với hai idol mạng. Hai idol mạng lắp bắp kinh hãi, cẩn thận đánh giá Dương Quan Quan hai lần rồi lại cả kinh, thật sự đúng là Dương Quan Quan được thần hào thưởng cho 500 vạn mà. Dương Quan Quan cười lạnh với hai idol mạng, sau khi cô ta được Tề Đảng Nhàn tặng cho 500 vạn quà tặng thì đã từ một idol tuyến 3 một đường thẳng tiến lên tuyến 1. Hơn nữa cũng phải biết rằng, thời gian một ngày cô ta live stream cũng chỉ giới hạn trong 3 tiếng đồng hồ mà thôi. Cho nên hai idol mới này ở trước mặt cô ta thật sự là chẳng có nổi tí cảm giác ưu việt nào. Dương Quan Quan nói, nếu ngài Mã đây đã là cao tầng của nền tảng răng nanh thì tôi đây cũng không so đo gì nữa. Ông nói thử xem chuyện này nên giải quyết như thế nào trước đi. Mã Song Long cười nói, nếu cô Dương đây đã mở lời thì chuyện này đúng thật là nên thương lượng lại thêm một lần nữa. Như vậy đi, hôm nay cô Dương đây đi theo tôi một buổi tối uống rượu rồi chơi vài trò chơi với tôi một lát. Tôi đại phát từ bi không ép tên nhãi nhép kia quỳ xuống xin lỗi nữa, chỉ cần bồi thường tiền sửa xe cho tôi là được. Cậu chỉ có một chiếc Passat rẻ rách. Phỏng chừng cũng không bồi thường nổi chiếc BMW X5 này của tôi. Tề Đảng Nhàn diện vô biểu tình nhìn Mã Song Long nhưng cũng chẳng nói gì. Dương Quan Quan lại ngẩn người, cảm thấy không biết rằng có phải bản thân mình xuất hiện ảo giác rồi hay không. Được rồi, cô Dương đây đi theo tôi là được, tôi cũng đã ngưỡng mộ cô lâu lắm rồi. Chậc chậc, ngực lớn thật, so với thời điểm Livestream kia còn lớn hơn không ít đâu. Mã Song Long cảm thán. Nói xong lời này, ông ta nhướng mi chuẩn bị vươn tay muốn kéo tay Dương Quan Quan một chút. Dương Quan Quan cảnh giác lùi về sau một bước, tức giận chất vấn, Mã Tổng, não ông bị tàn rồi hả? Là ông đâm vào đuôi xe của chúng tôi trước, hẳn nên hoàn toàn chịu trách nhiệm mới đúng, vậy mà còn dám đưa ra điều kiện vô lễ như vậy được. Dựa vào cái gì muốn tôi tới bồi rượu ông? Dựa vào cái gì muốn anh ấy phải bồi thường tiền sửa xe cho ông? Muốn bồi cũng hẳn phải là ông nên tới bồi mới đúng. Mã Song Long đen mặt, ông ta còn chưa kịp nói gì thì hai idol mạng bên cạnh đã lập tức ồn ào. Dương Quan Quan kia, cô có biết cách nói chuyện hay không thế hả? Có hiểu được thế nào gọi là đạo lý đối nhân xử thế không? Đúng vậy, y như tên ngốc nhảy nhót lung tung, không biết tốt xấu có phải hay không. Một chủ bá tuyến một lại đi theo một tên đàn ông lái con xe Passat second hand rẻ rách. Không tự thấy mất mặt sao? Mã Tổng cho cô cơ hội thì cô đừng có mà không biết quý trọng, Mã Tổng rất ít khi cho người khác cơ hội hậu đãi như vậy. Cô không mang ơn đội nghĩa với Mã Tổng thì thôi đi, lại còn dám dùng thái độ như vậy nói chuyện với ngài ấy, quá không biết tiến lùi rồi. Cô phải hiểu rằng, địa vị và tiền lương hiện tại của cô đều do một tay Mã Tổng giúp cô có được. Hai idol mạng cô một lời tôi một tiếng, thật sự giống như là bản thân mình có đạo lý lắm vậy. Sắc mặt Mã Song Long cũng hơi hòa hoãn lại, nói với Dương Quan Quan, các cô ấy nói không sai, cô đừng có mà không biết tốt xấu, đừng tưởng rằng mình là đại chủ bá là có thể lên mặt với tôi, một giây sau tôi có thể phong sát cô. Dương Quan Quan lạnh lùng nói, địa vị và tiền lương hiện giờ của tôi đều dựa vào nỗ lực của bản thân tôi, liên quan gì tới ông? Ông muốn phong sát tôi thì cứ việc phong sát đi, nhưng hôm nay ông nhất định phải xin lỗi mới được. Mã Song Long giơ bàn tay lên quát, con mẹ nó, cô rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt phải không? Tề Đảng Nhàn lạnh nhạt nói, ông thử động tới một cọng tóc của trợ lý của tôi xem. Trợ lý của cậu, thật đúng là biết làm ra vẻ đấy. Một tên phế vật lái con xe Passat rẻ rách mà ảo tưởng bản thân mình là sếp lớn sao? Một chiếc BMW này của lão tử có thể mua được 5 con xe rách kia của cậu. Mã Song Long khinh thường nói. Nói xong lời này. Mã Song Long giơ bàn tay nói với Dương Quan Quan, cô không biết tốt xấu đúng không? Tôi hỏi lại cô một lần nữa, đêm nay có hầu hạ tôi hay không?
Dương Quan Quan cắn răng nói, ông tự về nhà bảo mẹ ông hầu hạ ông đi, đồ ngu ngốc. Mã Song Long giận dữ, giơ bàn tay trực tiếp tát xuống mặt Dương Quan Quan. Hai idol mạng đều vui sướng khi người gặp họa, cực kỳ vui lòng đứng nhìn Dương Quan Quan bị Mã Song Long tát một cái, ai bảo danh khí của Dương Quan Quan còn lớn hơn so với các cô, kiếm được nhiều hơn các cô làm gì. Dương Quan Quan sợ tới mức còn chưa kịp nhắm mắt lại, Tề Đẳng Nhàn đã nhấc chân bước lên đá vào trên bụng Mã Song Long một cái. Ngao! Mã Song Long hét thảm một tiếng ôm bụng ngã lăn ra một bên, phịch một tiếng đâm vào BMW của mình, oa oa phun ra nước vàng kinh tởm. Hai võng hồng sợ tới mức trợn mắt há mồm, sau khi phục hồi tinh thần lại thì lùi về sau hai bước, vội vàng nâng Mã Song Long dậy. Tề Đẳng Nhàn tựa tiếu phi tiếu nói, tôi thật không hiểu được một tên phó tổng một năm lương cùng lắm cũng chỉ 40-50 vạn mà thôi, có tư cách gì mở mồm ra bảo trợ lý tổng một năm lương 60 vạn của Tiên Lai Capital của chúng tôi tới bồi ông. Ai cho ông cái tự tin này để ông nói như vậy? Còn Passat, trợn to mắt chó của ông lên mà nhìn cho rõ lại đi. Nói xong lời này, Tề Đẳng Nhàn đi về hướng của Mã Song Long. Mã Song Long giận dữ nói, mày! Mày mày, con mẹ nó mày dám đánh tao, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày. Lần này tao tới tham gia yến hội của tập đoàn Từ Thị, có biết đắc tội tao sẽ phải nhận kết cục gì không? Tề Đẳng Nhàn khinh thường đầy mặt nói, dựa vào ông. Cũng xứng tham gia vào yến hội của tập đoàn Từ Thị sao? Thật là khôi hài. Mã Song Long kinh hô, Dương Quan Quan, nếu cậu ta còn dám chạm vào tôi một lần nữa thì tôi lập tức khiến cô từ trên cao bị đạp xuống. Cô có tin hay không? Dương Quan Quan vẻ mặt ngạo kiều ôm tay xoay đầu đi, hiển nhiên là không muốn đáp lại mấy lời của tên não tàn này. Hai idol mạng hét lên muốn đẩy Tề Đẳng Nhàn ra bảo vệ Mã Song Long, nhưng bị cánh tay Tề Đẳng Nhàn đẩy ngược lại. Bẹp hai tiếng, hai idol mạng lập tức ngã ngồi trên đất, sau đó khóc sướt mướt bất lực. Tề Đẳng Nhàn khom lưng nắm cổ áo của Mã Song Long, nhấc ông ta từ trên mặt đất đứng dậy. Lạnh lùng nói, ông đâm phải đuôi xe của tôi lại còn có một bộ dáng ông có đạo lý, còn muốn để trợ lý của tôi bồi ông trâu bò lắm sao? Mã Song Long thét lớn, mày chỉ lái một con Passat rẻ rách, ở trước mặt tao ra vẻ cái gì mà ra vẻ? Lão tử lái chính là một con BMW X5, siêu xe hơn 100 vạn, mày mở to mắt mà nhìn cho lão tử. Cái xe rách của mày chậm gì gì chiếm đường của lão tử không nói, bị đụng phải chính là xứng đáng. Là trách nhiệm của mày. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 15.